Người này mạnh quá mức lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa. Chương 301, rút lui tính toán, không phải sao, tiếp tục lên đường, nhất tự đạo nhân cái kia là có mục đích rõ ràng, hắn liền đi nơi nào đều biết đó là rõ ràng, thỉnh thoảng cũng là ở nơi nào hái tới thứ gì, những vật này, có đó là có giá trị, có vậy là không có giá trị, đương nhiên, cái này không có giá trị là đối với trên thị trường mà nói, đối với cái này nhất tự đạo nhân cái này mỗi một thứ vật phẩm đều cùng cái này là hồng nhan sinh mệnh có cùng một nhịp thở quan hệ, cái này mỗi một dạng số lượng phân lượng đều là không thể thiếu, cuối cùng tập kết đến cùng một chỗ, lúc này mới có thể là đem Lạc Hồng Nhan cho chữa trị xong, để hai tử cùng mẫu thân như thế chia cắt ra đến. Hai tử cũng không cần là như thế tiếp tục hấp thu mẫu thân sinh mệnh lực. Hấp thu cũng là một chút xíu lui còn trở về, dạng như vậy, về sau mẫu thân vẫn là cường tráng mẫu thân hài tử cũng là một đứa bé bình thường bận rộn như vậy bận bịu đến xuống buổi trưa nơi này cái này trong rừng cây đủ khả năng tìm có được đồ vật không phải sao nhất tự đạo nhân đều cho tìm xong tại đều cho làm tốt như thế một loại tình huống phía dưới liền chuẩn bị đi đi cái kia là chuẩn bị đi bất quá giờ phút này mấy người như vậy đã là đem dịp trần bọn người cho bao vây lại lão hổ đem diệp trần bọn người tìm được bảo tàng tin tức truyền ra ngoài hắn đây là muốn sử dụng còn lại lực lượng đến tiêu hao diệp trần không phải sao đây là ngay tại chân núi chờ lấy thương thế kia tàn hoặc là đã sắp gặp tử vong diệp trần xuất hiện sau đó chính là cho cho một kích trí mạng này giờ phút này xuất hiện ở diệp trần trước mặt cái kia chính là sơn lâm cướp bóc tiểu phân đội bên trong một cái tiểu phân đội đội trưởng gọi là lý cường Lý Cường hai con mắt cái kia thật là là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này dịp Trần nhìn lấy, đó là nhận chuẩn đó là khóa chặt, vậy đơn giản cũng là tùy thời đều là có như thế một loại khả năng hướng về dịp Trần trên thân tới ra tay dáng vẻ. Ngươi cho rằng hắn theo ngươi nháo chơi vui đâu? Không, chuyện không thể nào, còn có thể trò chuyện không thể hàng huyên. Dịp Trần nhìn lấy Lý Cường hỏi, không thể hàng huyên a? À, Kiêu ngạo như vậy a? À? Dịp Trần hỏi, đúng thế vậy ta thế nhưng là xuất thủ nha dịp trần đem đau cho trút ra trong nháy mắt cũng là tiến vào tác chiến trạng thái bên trong dứt khoát trực tiếp cởi mở cực kỳ như thế một loại cảm giác đây là cho lý cường chỉnh quả thực cũng là sửng sốt một chút thì chưa có lấy lại tinh thần đến cái này cái này xuất thủ tình huống như thế nào đây là vẫn là có thể cho đối phương một con đường sống đó a à? chỉ cần là đối phương đem trên thân tìm tới những cái kia bảo tàng lấy ra hắn cũng là đồ tài mà thôi, làm sao đến mức là hơi một tí chính là muốn xuất thủ đâu, xoát, dịp trần xuất thủ, giờ khác này, đây là muốn đánh cái dạng để những thuộc hạ này nhìn xem. Chính là như vậy một cái tiểu cẩu tể mà thôi, còn đắc ý, cũng không biết đối phương là ở cái gì, mỗi một ngày, hoàn toàn là không biết là phải nói chút đối phương cái gì là tốt đều, thật, lại sau đó, 5 phút đi qua, tầm 10 phút cũng là đi qua, dịp trần hai con mắt cứ như vậy khóa chặt lý cường một dạng lý cường hai con mắt cũng là tập trung vào dịp trần một chiêu một thức đặc biệt mỗi một lần đều là tránh né đi ra hiểm tượng hoàn sinh cảm giác hắn là cố ý tạo nên đến rất nhẹ nhàng cảm giác chính là vì cho dịp trần mang đến áp lực bức bách cái này dịp trần chủ động cầu xin tha thứ kết quả đây người ta cũng là như thế một mực không quan trọng người ta chính là chuẩn bị như thế một mực không quan trọng đi xuống người ta đây là nghĩ kỹ chính là muốn dạng này quả thực cũng là không phải là có bất kỳ thay đổi nào. Cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng, Lý Cường hai con mắt, nhìn chồng chọc vào cái này dịp trần nhìn lấy, ngươi như thế nhìn ta, cũng không hoàn thủ, ngươi như thế đi xuống, kết quả sau cùng cũng là bị ta bắt lại, đây là ngươi mong muốn nhìn thấy, đúng không, không phải, không phải, cũng không phải là, cho nên. Ngươi là muốn trông thấy ngươi bị đánh như thế một loại cục diện phải không vậy ta thỏa mãn ngươi nha nói xong cái này dịp trần một chưởng thì đánh vào lý cường trên thân đánh cho hắn hướng về sau lùi lại mấy bước sau đó cũng là như thế ngồi đấy trên mặt đất thật là một hồi lâu đều là chưa có lấy lại tinh thần tới như thế một loại cảm giác lý cường hai tay nắm chặt thật cả người đều là không xong cái này cẩu vật đây là muốn như thế một mực chó đi xuống đúng không đây là nghĩ thông suốt mới dáng vẻ như vậy đúng không không phải sao Diệp Trần còn hướng lấy Lý Cường chậm rãi cũng là tới gần đi, điều bộ này, cảm giác này, đây là muốn đem gia hỏa này bắt lại dáng vẻ, liền sẽ không là làm cho đối phương có quả ngon để ăn, đây là chuyện khẳng định, ngươi muốn làm gì? Đến. Nói cho ta biết, ngươi muốn làm cái gì, ta? Ta muốn làm gì? Muốn ta làm cái gì? Ta muốn điên được hay không? Diệp Trần một bên tới gần vừa nói, Lý Cường đâu, một bên lui lại một bên đánh một thủ thế, mấy cái này cấp dưới trong nháy mắt cũng là theo trên thân đem vũ khí lấy ra, đem ra sau này sẽ là khóa chặt Diệp Trần, khóa chặt Diệp Trần về sau, cái này thật là là bất cứ lúc nào cũng sẽ là đem công kích hướng về Diệp Trần. Kết quả, mặt đối ánh mắt của những người này, cái này ánh mắt uy hiếp đối với Diệp Trần mà nói, cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định, nhìn lấy thôi, tùy cho các ngươi cái này là như thế nào nhìn lấy, các ngươi vui vẻ là được rồi hắn cao bao nhiêu ngạo hắn nhiều đắc ý hắn nhiều không đem mọi người xem như là một chuyện một người hắn làm sao có thể là sẽ nhìn thẳng nhìn mọi người đem mọi người cho để vào mắt đâu nghĩ cũng biết đây là không thực tế sự tình mọi người đây là có điểm sinh khí đây là chuyện khẳng định sau đó thì sao sinh khí thôi tùy tiện sinh khí muốn làm sao sinh khí thì làm sao sinh khí mọi người cứ như vậy một mực sinh khí đi xuống cái kia đều không phải là cái này Diệp Trần cần quan tâm sự tình, cái này, cái này thật là là cho người chỉnh đó là có thể phát điên. Lý Cường tay phải một lần nữa nâng lên, đây là làm xong muốn hạ đạt mệnh lệnh tác chiến chuẩn bị, Diệp Trần bên này, không cần ra lệnh ba vị này hộ vệ đã là trục trịch, Lý Cường nhìn thoáng qua ba vị này hộ vệ, hắn có như thế một loại cảm giác, cái kia chính là một khi là hắn ra lệnh, có rất lớn một loại khả năng chính mình là không làm gì được đối phương, cái này đối phương đã là không tốt nên đúng nhìn xem cái này đối phương ba vị hộ vệ giờ phút này lúc này mới phát hiện ba người này cũng là khí tràn kinh người mặt hàng gặp bọn này ẩu cầm lấy vũ khí cái chủng loại kia người khác đó là kinh sợ nơm nớp lo sợ liền xem như không thể tại chỗ thoát đi cũng là ít nhiều có chút thần sắc bối rối kết quả ba người này trong ánh mắt quả thực cũng là tràn ngập cái này lạnh lùng tràn ngập cái này sát ý cảm giác này cũng là thương tổn không ít người, nhiều người một cái cũng là không nhiều bớt đi người cũng là không ít như thế một loại bộ dáng. Chỉ cần là người có can đảm xuất thủ, chật chật chật, người ta cũng là có can đảm xuất thủ, người ta cũng không phải tốt đơn giản, không phải khó khăn liền có thể ứng đối, cái kia, có phải hay không cần phải rút lui tính toán. Chương 302, tiếp tục như thế không phải chuyện này, cuối cùng, Lý Cường Hạ rút lui mệnh lệnh, xem ra, còn là hắn ấu trĩ còn là hắn lỗ mãn hắn cảm thấy hắn không gì làm không được hắn cảm thấy hắn thu thập cái này dịp trần thật chính là vô cùng vô cùng dễ dàng sự tình nói rõ thật cái này cùng hắn suy nghĩ quả thực cũng là không giống nhau hắn vẫn là bị kẻ gian mê hoặc ngay từ đầu chính là không có tìm hiểu qua cái này dịp trần tình báo đến mức là giờ phút này lúc này chật vật như vậy dịp trần đâu thân hình này quả thực cũng là tại trong nháy mắt cũng là vọt ra ngoài đây là đuổi một bước, cũng chính là truy kích một bước này, đây là hù dọa đến cái này trầm ổn rời đi lý cường bọn người trong nháy mắt cũng là da tóc phía dưới thì chạy trối chết. Quá đặc biệt là khinh người A, cái này cẩu vật, lại là còn không định buông tha bọn họ, nếu như không phải là bởi vì chạy nhanh, cái này kết quả sau cùng, thật, thật là có thể nghĩ đó là phải có bao nhiêu A chính là không xong, cái này, đây là khiến người ta thật là tương đương chính là không vui như thế một loại bộ dáng A được rồi được rồi, không so đo, không muốn đi tính toán những thứ này có không có. Thật là cứ như vậy đi, đối phương đây là thích như thế nào thì như thế nào đi, người ta kỳ thật cũng chính là hù dọa một chút không đến thật, đang hù dọa hoàn tất về sau, người ta cũng chính là tiếp tục xuống núi, chân núi, không phải sao, lão hộ ở chỗ này chờ đợi đã là có một hồi, lão hộ cứ như vậy một cái ý nghĩ, chờ đợi đến cái này đáng chết cẩu vật xuống tới. Sau đó, hành động này tổ liền sẽ là xuất động, hành động tổ, cũng chính là chuyên môn phụ trách ám sát tiểu tổ, đây chính là hắn vừa mới điều động tới, hắn đã là hứa hẹn lấy được tiền thù lao, đối phương cầm tới sáu thành, tình báo thế nhưng là hắn cung cấp, hắn đem sáu thành đều nhường ra ngoài, có thể nghĩ, địch nhân này là phải có bao nhiêu khó giải quyết. Nhưng phàm là có thế tính kế, lão hổ cũng khẳng định là đích thân đến, ai sẽ là cùng tiền không qua được đâu, có phải hay không như thế một loại tình huống nhưng là hiện tại con hổ này là đem sáu thành ích lợi đều cho chủ động là nhường ra ngoài trở lại chuyện chính nói điểm nghiêm chỉnh giờ phút này lúc này hắc ảnh hai con mắt thế nhưng là khóa chặt vừa mới xuất hiện hoàng thiếu gia bọn người chủ yếu cái kia chính là khóa chặt hoàng thiếu gia hoàng thiếu gia cũng là mục tiêu nhân vật phải là muốn đem gia hỏa này bắt lại mới được căn cứ lão hổ cung cấp tình báo cái này hoàng thiếu gia không dọa người sợ nhất cái kia chính là hoàng thiếu gia bên người diệp trần gia hỏa này đây là đặc biệt ỷ vào chính mình có chút thực lực thì ưa thích là xen vào việc của người khác gia hỏa này thật chính là vô cùng vô cùng làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho nắm cho an bài mới được sau đó thì sao chuyện sau đó cũng là hướng về đối phương xuất thủ thôi nhiều sự tình đơn giản không phải sao giờ phút này lúc này cái này một giây cảm giác này xuất thủ cảm giác trong nháy mắt cũng là đi ra ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy không làm gì thì nhìn xem ân nhìn xem ngươi cũng liền không nói có vấn đề gì a à, thật tốt ngươi là lại là đi tìm cái chết phải không dịp trần nhìn lên trước mặt lão hổ hỏi ta chính là muốn hỏi ngươi một chút ngươi có hay không có thể chủ động cũng là rời đi hoàng thiếu gia bên người ta theo ngươi ở giữa thật là không có bất kỳ cái gì ân oán đó là hoàn toàn có thể làm bằng hữu, làm người xa lạ cũng được. Nhưng là, hoàng thiếu gia đó là chúng ta nhất định phải là phải hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không cho phép thất bại, nhất định nhất định là muốn thành công, cái kia có quan hệ gì với ta, theo ngươi là không có quan hệ, nhưng là, ngươi chặn bước tiến của chúng ta a, à? ngươi không thể ngăn lại bước tiến của chúng ta a. À? Ngươi có biết hay không a, à? ta không biết a, à? ta biết cái đồ chơi này làm gì a, à? ha ha ha. Diệp Trần đây là một bức lưu manh, không nguyện ý theo ngươi câu thông tư thái, mà, con hổ này tư thái cũng là có thể câu thông thì không theo ngươi già mồm, chủ yếu, cái kia chính là muốn như thế theo ngươi câu thông phía dưới thì giải quyết vấn đề, sau đó đâu, đây là gặp như thế một cái dịp Trần. Cái này, đây là không có câu thông như thế một loại khả năng, lão hổ ánh mắt đã là nhắm lại, hắc ảnh đâu, đây là đã cầm chặt đau này chui, giấu ở cái này chỗ tối bằng hữu, cái kia ra tới vẫn là ra đi, ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng có bao nhiêu xinh đẹp a à? ta cũng sớm đã là phát hiện hành tung của ngươi ta liền không có hiếm có là đưa ngươi xem như là một chuyện ngươi nha ngươi nha ngươi đây là có điểm tự cho là đúng như thế một loại bộ dáng thật thật tốt ngươi đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn như thế một mực đi xuống đúng không đúng vậy ta đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn tiếp tục như vậy xin hỏi có vấn đề gì a à? Diệp Trần nhìn lấy chỗ tối đi ra hắc ảnh hỏi, hắc ảnh tay trái cũng theo trên thân rút ra một cây đao đến. Giờ phút này, đây là hai tay nắm chặt lấy sông đao, đây là tùy thời đều là làm xong vũ động lên liền phải là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại chuẩn bị, ngươi cho rằng hắn là theo ngươi nháo chơi vui mà thôi, hắn đây là một khi là xuất thủ, trực tiếp chính là muốn đưa ngươi bắt lại, cũng là như thế một chuyện, làm sát thủ chuyên nghiệp cái kia năng lượng quả thực cũng là ngươi chỗ không thể đo lường được chứ. Sư, cái này một trong nháy mắt, không phải sao, hắc ảnh thân hình cũng là vọt ra ngoài, hắn cũng đã nhìn ra cùng gia hỏa này ngươi là không có câu thông khả năng, nhiệm vụ của hắn, cái kia chính là ám sát hoàng thiếu gia, cái kia hoàng thiếu gia bên người trở ngại lớn nhất cũng là cái này dịp trần, vậy bây giờ thì ám sát dịp trần, nếu là hắn muốn tâm tư, mưu đồ lấy một người như vậy. Một khi là triển khai công kích, chật 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 cái này hoa mắt công kích quả thực chính là muốn đem đối phương bức cho điên bức điên a à, cũng không phải như thế tùy tiện múa vài cái thì xong việc đây là nhất định là muốn hướng về trên người của ngươi chơi lên đi đây là kiên định ý tưởng này không phải là để ngươi có quả ngon để ăn cũng là như thế một cái tình huống soát soát một lần hai lần đây là áp bách lấy ngươi đến đánh như thế một loại bộ dáng nhìn lấy cũng là dọa người như thế một loại cảm giác cái kia sau đó thì sao? Là thành công còn là như thế nào? Như vậy khác trước mắt mà nói, vẫn chưa là có khả năng thành công, quá sức đó là có thể thành công, cái này còn phải là muốn cảm kích người ta cho ngươi cơ hội múa lên hai tay không có trực tiếp cũng là đưa ngươi bắt lại. Chỉ cần là người ta nghĩ, người ta hoàn toàn là có thể trực tiếp đưa ngươi bắt lại, nhưng là người ta vẫn chưa là làm ra đến loại chuyện này đến, không phải sao? Soát, soát, công kích này không phải sao? Lại là thất bại một sát thủ sợ nhất cái kia chính là ám sát lại là không thành công, hắn cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo cũng là đánh lén, cũng là đột nhiên tập kích. Cũng là không biết xấu hổ, mà đánh lén tập kích không biết xấu hổ trúng đích khả năng sau so công khai đến muốn tới đó là cao nhiều lắm, giờ phút này là đánh lén nhiều không thành công, cái này, cái này thật là quá phế đi à, như thế đi xuống, đây không phải là chuyện này a, à, thật. Chương 303, Đập phá quán, một cái tay, như thế thì kẹp lại đối phương vị trí hiểm yếu, trợn tròn mắt a, à, hắc ảnh cứ như vậy nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy, gia hỏa này, cái này là làm sao làm được? Đây cũng quá đặc biệt khiến người ta sợ hãi khiến người ta phát điên a. À, quả thực tự như là hết thảy đều là bị đối phương cho trưởng khống tại trong lòng bàn tay một dạng. Đối phương đây là thoải mái mà cũng là đem chính mình cho nắm, cái này, đây là cho người ta chỉnh đó là trù đến không được như thế một loại cảm giác a. À đây là muốn tỉnh táo đều là lạnh không an tỉnh được như thế một loại cảm giác a à, đây là tâm tình trong nháy mắt chỉ là có chút sập động thủ hắc ảnh hét lớn cái này chỗ tối thần tiễn thủ thế nhưng là tại thời khắc này trực tiếp triển khai trí mạng đánh lén ám sát công kích sưu sưu âm thanh vang lên những thứ này tinh chuẩn công kích đã là hướng về dịp trần trên thân chào hỏi tới đây chính là kế hoạch b diễn sinh kế hoạch một khi là bóng đen này không giải quyết được đối phương cái này viễn trình một đợt công kích nhất định nhất định là muốn làm xong đối phương mới được nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được nhất định là muốn làm cho đối phương kiến thức đến cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc mới được cũng không phải theo ngươi làm càng làm càng nháo chơi vui tuyệt đối không phải thời gian nhoáng một cái như thế đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem khó có thể mà tốt đây là chuyện khẳng định, những thứ này cung tiễn công kích đều bị tránh đi, đồng thời hắc ảnh còn ở vào cái này trong khống chế, giờ phút này, Diệp Trần đã là không muốn như thế tiếp tục cùng đối phương chơi đùa đi xuống. Như thế một cái dùng lực, trực tiếp cũng là bóp nát cái này đối phương vị trí hiểm yếu, không phải sao, đây là trong nháy mắt cũng là để hắc ảnh hô hấp khó khăn. Vị trí hiểm yếu bóp nát không phải là trong nháy mắt tử vong nhưng là sẽ cho người đã mất đi hô hấp năng lực, tại đã mất đi hô hấp năng lực như thế một loại tình huống phía dưới kết quả thật là có thể tưởng tượng được cái kia liền sẽ không là có tương lai cái kia liền sẽ không là có quả ngon để ăn như thế đây là thở không ra hơi một loại cảm giác đây là không có cách nào sống sót không phải sao chỗ tối những người này nhìn lấy giờ phút này lúc này bóng đen này lão đại bộ dáng thật là hoảng hốt một thớt dáng vẻ như vậy địch nhân cái kia là mình có thể chống lại địch nhân a à? người này một khi là hướng lấy bọn hắn triển khai công kích, bọn họ đặc biệt thật là gánh vác được a. À, đây không phải địch nhân, cái này, cái này là ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ a. À. Bọn họ đây là đang cùng ma quỷ làm loạn a. À. Ý thức được điểm này, mọi người đặc biệt đó là chạy có thể nhanh. Bên này, cái này dịp trần cũng là đạt đến mục đích, dế gà dọa khỉ. Sau đó đâu, đây là nhìn thoáng qua con hổ này thì rời khỏi nơi này, cũng không phải là sợ lão hổ mà chính là chẳng thèm ngó tới đi giết đối phương, một cái nhân loại, mặc kệ cái này con kiến hôi là như thế nào đồng dạng trêu chọc ngươi, trêu chọc cợt nhã ngươi, ngươi lại là cùng một con kiến hôi đến tính toán a. À? Cái này rõ ràng thì là chuyện không thể nào nha, đúng hay không? Thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, đây là rõ ràng không phải là đưa ngươi cho để ở trong mắt như thế một loại cảm giác, sau đó thì sao? Như thế đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng thuận thuận lợi lợi cũng là đến nhà hàng nhỏ đến nơi này về sau đâu mấy người ngồi xuống ăn cơm tới đây là điểm mấy món nhắm vui chơi giải trí cái này cuộc sống tạm bờ cũng là rất tốt qua thật buông lỏng cái này đều đến nội thành không thể nào là còn có ám sát sự tình phát sinh đúng không ám sát sự tình đâu cái kia là không thể nào là có bởi vì nơi này là nội thành nhưng là nội thành liền có cái này nghiêm chỉnh thương nghiệp cạnh tranh việc buôn bán của ngươi so với ta tốt ngươi lũng đoạn tất cả khách hàng cái kia nhiều đơn giản đâu ta thì đập ngươi sạp hàng cũng là đơn giản như vậy một chuyện rõ ràng rõ ràng giờ phút này như thế một đám người cũng là đi tới khách sạn này đây là trực tiếp cũng là đem cửa lớn chặn lại dẫn đầu đó là cái này một con phố khác nổi danh mù chảy tử đại hùng đại hùng một khi là tới nơi nào chỗ nào liền sẽ là có phân tranh đây là một trăm phần trăm sự tình giờ phút này đại hùng đến nơi này nơi này liền sẽ không là tốt bao nhiêu đây là khẳng định sự tình đại hùng hai con mắt tràn ngập lạnh lùng nhìn lấy mọi người chật 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 còn ăn đâu đại hùng hướng về phía mọi người nói ra mọi người đâu cái này mới hồi phục tinh thần lại có người cũng là đem đại hùng cho phân biệt nhận ra được tại đem đại hùng cho phân biệt nhận ra được về sau cái này cái này là muốn đi a à? nhưng là cửa chính đã là bị đại hùng chặn lại, cho nên cái này là muốn đi cũng là đi không nổi, tiệm này khó ăn như vậy. Nếu là các ngươi còn muốn lựa chọn ở chỗ này ăn, vậy cũng không chính là muốn trả giá đắt a. À. Hôm nay ta đại hùng tới, ta đây là muốn thế thiên hành đạo, ý kia chính là người nào đặc biệt bám điếc, ta liền thu thập người nào. Cũng là đơn giản như vậy một chuyện. Rõ ràng, rõ ràng như thế một loại bộ dáng đại hùng mở miệng nói ra mọi người đây là sợ không được mọi người đây là bị đại hùng cho chỉnh quả thực cũng là hoảng hốt vậy thì không phải là một điểm nửa điểm như thế một loại bộ dáng sau đó kết quả cuối cùng đây cũng là phát triển đến bộ dáng gì là theo cái này đại hùng đi a à? giờ phút này dịp trần đây là cùng đau đầu một dạng đứng dậy đại hùng thật là rất khó không chú ý đến người này người còn lại đều đặc biệt là kinh sợ duy chỉ có cái kia chính là người này người này quả thực cũng là không kiêu ngạo không tự ti người này đây là hung hăng càng quấy nhiều a à. thật nhìn lấy người này liền đến tức giận a à. không phải sao đây là từng bước từng bước cũng là hướng về cái này dịp trần đi đi như thế nào ngươi cũng muốn nhảy múa đại hùng nhìn lấy cái này dịp trần hỏi dịp trần đâu lười nhác là phản ứng ngươi một chữ này đây là thoải mái mà cũng là chào hỏi ra ngoài mục tiêu cũng là đại hùng lồng ngực gia hỏa này thật là so ra lão hổ đều muốn tới đó là không như toàn thân trên dưới đều là sơ hở đều là lỗ thủng đối mặt dáng vẻ như vậy đối thủ thật diệp trần không muốn cùng đối phương lệ mà lệ mệ trực tiếp cũng là tốc chiến tốc thắng thuần thuộc trực tiếp cũng là giải quyết đối phương vấn đề này thu thập đối phương thì xong việc cũng là đơn giản như vậy một chuyện đại hùng cứ như vậy đây là liền lấy lại tinh thần cơ hội đều đặc biệt là không có cái này đây là thì trúng đích hắn là như thế nào cái này đặc biệt đây cũng quá khiến người ta phát điên a à, đại hùng hận không thể chính là muốn bóp chết cái này đáng chết dịp trần như thế một loại cảm giác a à, tâm tình thật là trong nháy mắt cũng là biến đến đó là không khá hơn a à, ầm trưởng kích lại đến nhẹ nhõm liền đến công kích triển khai đây là cùng nháo chơi vui một dạng đây là không cho đối phương đánh cho đây là hoài nghi nhân sinh cái kia liền không khả năng ta ta có thể thật sự tức giận rồi tức giận a à. Ngươi có biết hay không, người nào? Người nào tức giận? Ngươi tức giận, Diệp Trần đứng định ngay tại chỗ nhìn lấy cái này đại hùng hỏi, đại hùng không nói lời nào, giờ phút này muốn bình phục một hạ cảm xúc. Chương 304, ngươi không sợ a, à? Cẩu Vật, lăng, không muốn nhìn thấy ngươi, đây chính là Diệp Trần thái độ, giờ phút này, đây là còn tốt tối thiểu là để ngươi lăng, một hồi hắn thì thay đổi chủ ý, nếu là hắn thay đổi chủ ý ngươi cũng không cần lăng. Hắn liền dứt khoát trực tiếp đưa người đưa lên thiên đường thì xong việc, người rốt cuộc không cần ở trong nhân thế này chịu khổ. Cũng là đơn giản như vậy một chuyện, sau đó thì sao? Đại Hùng hai tay như thế nắm chặt, nắm chặt đây là nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời, trên thân quả thực cũng là đang phát trung như thế một loại cảm giác, hắn, hắn thật là hận không thể chính là muốn đem cái này người cho bóp chết. Nhưng là chính mình cũng hỏi ý kiến hỏi mình có phải thật vậy hay không là có cùng gia hỏa này chống lại tư bản? Một đối một đó là khẳng định không có tư bản, nếu như thì rất nhiều người thu thập cái này đối phương một cái, rất có thể là có như thế một cái tư bản, nhưng là đối phương tại bộc lộ tài năng về sau, muốn nếu để cho những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy cấp dưới như thế trong nháy mắt cũng là triển khai công kích, cái này, cái này sợ là có chút quá sức như thế một loại bộ dáng đám này gió chiều nào theo chiều nấy cấp dưới, rõ ràng cũng là sẽ không triển khai công kích, cũng là như thế một chuyện, đại hùng nói với chính mình, tỉnh táo, ân, nhất định là muốn bình tĩnh lại, không nếu như bị gia hỏa này cho như thế nắm mũi dẫn đi, bộ dạng này, cũng không khá lắm, ân, cũng là như thế một chuyện, âm, chưởng kích, trúng đích, dứt khoát trực tiếp nghiêm túc. Đây là không cho ngươi đánh cho đó là hiểu chuyện, không có khả năng, đại hùng bị đánh đến ngồi trên mặt đất, hắn đặc biệt, rõ ràng là không có làm đi ra bất kỳ khác người sự tình đối phương làm sao lại là hướng về phía hắn xuất thủ đâu đối phương thật là thật là quá đặc biệt là quá mức a à, đối phương như thế quá phận như thế ác liệt đi xuống đây là muốn đem bọn hắn bức cho bị điên như thế một loại cảm giác a à. tỉnh táo bình phục lại cái này tâm nhất định là muốn ngưng thần tỉnh khí mới được cũng là như thế một chuyện không phải sao giờ phút này dịp trần lại là hơi có như thế một chút cử động cảm giác này chật 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 nào chỉ là có một chút cử động đâu đây là phân phúc liền phải là muốn đem cái này đòn công kích trí mạng hướng về trên người của ngươi chơi lên đi cũng là đơn giản như vậy một chuyện ta ta nhớ kỹ ngươi ngươi thật chính là vô cùng không tệ cực kỳ tuyệt vời bộ dáng ngươi ngươi rất tốt ngươi cái này chó đức hạnh ngươi chờ đó cho ta ngươi ta ở giữa đây là một trận không chết không thôi phân tranh tùy thời đều sẽ triển khai tùy thời làm gì đâu tới tới tới, không phải tùy thời, như vậy khắc, cái này không chết không thôi phân tranh giờ phút này triển khai thì xong việc. Ân, ừ, ta chờ ngươi đâu, Diệp Trần gật gật đầu, hư, hư, đại hùng mới sẽ không là mắc lửa đâu, hắn đương nhiên là sẽ tìm ngươi phiền phức, nhưng là, hắn không phải là tại lúc này vội vã như vậy đi tìm ngươi gây chuyện, bộ dạng này không có có bất kỳ ý nghĩa gì, làm hắn tìm ngươi phiền phức thời điểm. Đó chính là ngươi đặc biệt muốn hết độc tử thời điểm đại hùng là một cái có thù tất báo người sớm muộn đó là muốn báo thù mới được không phải sao dịp trần cũng là không có đem đối phương để vào mắt đây là ăn rồi sau này sẽ là rời khỏi nơi này lười nhác là phản ứng ngươi như thế một loại cảm giác ngươi có gan thì đặc biệt đến ngươi nhìn hắn làm sao thu thập ngươi thì xong việc cũng là đơn giản như vậy một chuyện không phải sao dịp trần rời đi thời gian nhoáng một cái không phải sao hôm nay lại là lăn lộn xong đến ngày thứ hai vẫn là đi ra ngoài hái thuốc. Lần này, đây là đổi một cái phương hướng, Diệp Trần hiện tại đắc tội người có thể nhiều, có cái này trong rừng cây kiếm tiền người chặn giết tiểu đội, có cái này du côn lưu manh đại hùng, còn có cái này ám sát tiểu đội lão hổ. Còn muốn nhỏ trộm tập đoàn cái kia một đám, hắn cái này vừa ra tới, chật chật chật, đạo này một đạo thân hình quả thực cũng là trục trịch, xây dựng ở cái này bên ngoài không phải rất thái bình như thế một loại tình huống phía dưới, hôm nay hoàng thiếu gia liền xem như muốn tận tình địa chủ hữu nghị không phải sao cái này đều khó có khả năng là đi ra thành công phụ thân không cho a à. không có biện pháp nào phụ thân nói không cho thì không cho cũng là đơn giản như vậy một chuyện thời gian nhoáng một cái lần này cái này dịp trần cùng nhất tự đạo nhân địa phương muốn đi cũng là sa mạc cái này thành trì một bên khác cái kia chính là sa mạc trong sa mạc cũng có thực vật cái này mười phần chi thư thất thực vật cũng là cái này nhất tự đạo nhân mục tiêu. Mới vừa tiến vào đến cái này sa mạc hoàn cảnh bên trong, không phải sao, giờ khắc này dịp trần thì phát giác được đã là có người khóa chặt hắn. Cảm giác này, đây là muốn tại cái này tùy thời như thế một loại tình huống phía dưới thì hướng về trên người hắn bắt chuyện tới, chật chật chật, đây là một trăm phần trăm nghĩ kỹ muốn ở chỗ này giải quyết vấn đề, không vẹn vẹn chỉ là một nhóm người A thật là bốn phía đều là có theo dõi ánh mắt địch nhân quả thực cũng là không ít như thế một loại bộ dáng đâu dịp trận nếu như là không giải quyết đối phương một khi là làm cho đối phương đây là tướng sĩ khí ấp ủ đến đỉnh điểm về sau lại tới ra tay thật là tương đương tương đương chính là phiền phức như thế một loại bộ dáng ân ừ, không thể như thế đi xuống muốn giết gà dọa khỉ như thế một loại bộ dáng lần này đại hùng thế nhưng là mang theo cái này đoàn trong đội mạnh nhất bàn tay lớn hoàng chiến đi ra hoàng chiến người này, đó là dựa vào chém chém giết giết nổi danh, đã từng, đây chính là nương tựa theo một người, một đôi tay, hai thanh đao, đó là cùng mười mấy cái người như thế giao phong phía dưới còn không rơi vào thế hạ phong, sau cùng đây là triệt để cũng là đem cái này mười mấy cái người dọa cho đến đó là chạy trối chết. Nếu như không phải là bởi vì cái này mười mấy cái người chạy nhanh. Chật chật chật, từng cái từng cái từng cái đánh tan chém dết vậy cũng là cùng với chi có khả năng sự tình, giờ phút này, lúc này cái này một giây hoàng chiến đã là bị đánh bởi vì hắn không nghĩ tới gia hỏa này sẽ chủ động công kích đây là trong lúc nhất thời thì chưa có lấy lại tinh thần đến thì bị cái này đối phương trưởng kích quyền kích như thế đây là một lần một lần không theo người nháo chơi vui cũng là hướng về trên người của ngươi làm đi lên đây cũng quá khiến người ta phiền muộn đi cái này đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tâm tình là thật a à? đây là cho người ta chỉnh đầu đều là đau cũng là thật a à? Hoàng Chiến hai con mắt, khóa chặt cái này dịp trần, ta nếu là có lấy một cái cơ hội rút ra xong đau đến, ta đặc biệt chém chết ngươi, được rồi đâu, dịp trần hướng về phía Hoàng Chiến nói xong. Không phải sao, đã ngừng lại thân hình, không lộn xộn, như thế nhìn chầm chầm ngươi nhìn lấy, tới đi, cái kia hành động thì hành động đi. Cây đau này, có thể rút ra thì rút ra, cần mời đi ra thì mời ra đây, khiến người ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đến, ngươi không sợ a? À. Hoàng Chiến hỏi Chương 305 Không quan trọng Hoàng Chiến đã là theo trên thân rút ra sông đao đến Thì nắm chặt sông đao chui đao Cảm giác Đó là trong nháy mắt cũng là không đồng dạng Giờ khắc này Hoàng Chiến Đây là khí tràn thật là mười phần kinh người như thế một loại cảm giác Nếu là hắn như thế một nghiêm túc Như thế vừa đem lực công kích bày biện ra đến Chật 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 Quả thực cũng là hù chết ngươi Mà Lại nhìn cái này dịp trần Không phải sao tay phải nâng lên cái này là hướng về phía hoàng chiến cũng là ngoắc ngoắc nói đầu ngón tay ý tứ này ngươi đến nha hướng về ta thì triển khai đòn công kích này nha ta đây là có một chút muốn phản ứng ngươi đưa ngươi xem như là một chuyện ta chính là ngươi ba ba ta chính là cao ngạo như vậy mười phần một loại cảm giác sao thế đi hoàng chiến hai tay nắm chặt phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt thanh âm đến cái này đây là giận điên lên a à đây là không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới nhất định nhất định là muốn đem cái này đáng chết dịp trần bắt lại mới được a à, chết 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 giết chết ngươi nha tới nha đây là trực tiếp cũng là đem công kích triển khai nha đây là không phải là có nửa điểm chần chờ không phải là có nửa điểm hàm hộ chính là muốn đem công kích hướng về nấc cục trên thân đến bao trùng nha kết quả người ta dịp trần thoải mái mà thì cho tránh tránh đi rất khó khăn a à vẫn chưa có a hoàng chiến cái này là công kích xem như thất bại đúng không vừa mới phóng xuất lời nói hùng hồn đây chính là đối phương giờ phút này không được vẫn là đối phương không không thể chịu đựng a tuyệt đối là không thể chịu đựng a tên đáng chết này cái này đây là muốn đem người đều là cho bức bị điên như thế một loại cảm giác a hoàng chiến đây là bình phục xuống tới cái này tâm hắn nghĩ kỹ ta nhất định là muốn bình tĩnh lại tốt như vậy tốt địa đến ứng đối ngươi ngươi đắc tội ta cái kia không có ý tứ ngươi đặc biệt đây là đắc tội không cần phải đắc tội người ta ta muốn giết ngươi ầm uhm, một trưởng đánh vào hoàng chiến trên thân đánh cho hoàng chiến thổ huyết cầm lấy này đôi đao không nói là công kích không có có hiệu quả đây là liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có quả thực cũng là đặc biệt cùng một cái phế vật vậy là không có khác biệt đều ta ta nếu là có cơ hội ấp ủ một chút ta liền giết ngươi giết ngươi nha hoàng chiến hết lớn cho người cơ hội, giờ phút này, cái này dịp Trần thân hình đứng vững, không phải sao, không đánh đối phương. Hoàn toàn là nói được thì làm được, cho đối phương cơ hội, tới tới tới, hảo hảo mà ấp ủ, ấp ủ hoàn tất hảo hảo mà cũng là hướng về trên người hắn triển khai công kích, hắn là khẳng định không phải sẽ không đem đối phương để ở trong mắt, đối phương hoàn toàn là có thể bỏ ý nghĩ này đi, Hoàng Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, người này, tốt, tốt, rất tốt đâu người này đây là cho hắn làm phát bực a à, cái kia nhất định phải là muốn làm cho đối phương kiến thức một chút chính mình đây không phải người một mặt tới không phải sao hoàng chiến đây là trực tiếp cũng là ngưng thần tĩnh khí muốn đem chính mình thứ nhất bộ mặt đáng sợ hướng về cái này trên người của đối phương bày biện ra đến muốn cho cho cái này đối phương mang đến cái này trí mạng đáng sợ thương tổn muốn làm cho đối phương vạn kiếp bất phục a à, lại nhìn cái này diệp trần cái kia hững hờ cảm giác rất rõ ràng đây là không có đem cái này đắc ý vô cùng hoàng chiến cho để vào mắt thích như thế nào thì như thế nào đi là muốn ra tay cũng được còn là làm sao đều được ân đối phương vui vẻ là được rồi dáng vẻ cái kia hoàng chiến không thể nhịn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới có thể không phải liền là xuất thủ a nhất định là muốn đem cái này đáng sợ lực công kích hướng về cái này tên đáng chết trên thân như thế đây là triệt để cũng là chào hỏi đi lên nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết sự lợi hại của hắn, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, gần 20 phút đi qua, ba chừng 10 phút đồng hồ, hoàn chiến đã là thở hồng hộc. Hắn như thế ra sức công kích đối phương, đều đặc biệt tại cái này ra sức bên trong quên đi hết thảy, liền muốn là trúng đích đối phương, kết quả đây, kết quả cái này đáng chết đối phương vậy mà là như vậy, được, được, rất tốt, thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào tuyệt đối một trăm phần trăm sự tình a à. sau đó thì sao sau đó cũng không biết đi qua bao lâu tại cái này hoàng chiến đã là có chút không tiếp tục kiên trì được thời điểm người ta xuất thủ người ta đây là nhất định muốn tại ngươi đỉnh phong trạng thái mới ra tay muốn tại cái này mạnh nhất thời điểm đưa ngươi cho tan rã để ngươi biết biết ngươi trạng thái mạnh nhất người ta cũng chưa từng là xem như là một chuyện một mực tránh né đó là bởi vì căn bản liền không có đưa ngươi cho để vào mắt đơn thuần cũng là đang đùa hô ngươi tốt chơi mà thôi không nên quá linh nha cứ như vậy công kích này đánh cho hoàng chiến một ngụm máu tươi thì phun ra giờ phút này đây không phải trên thân thể đây cũng là tâm lý phía trên hoàng chiến đã là triệt để xác định chính mình đặc biệt đó là khẳng định không là đối thủ của đối phương như thế đi xuống cái này cuối cùng thật là không phải là có quả ngon để ăn mình không thể là như thế tiếp tục cùng đối phương làm càng đi xuống ta sai rồi hoàng chiến hướng về phía dịp trận nói ra dịp trận lắc đầu hoàng chiến hoảng hốt một thớt gia hỏa này như thế lắc đầu là cái có ý tứ gì đâu đây là không có thèm là đem chính mình để ở trong mắt ý tứ phải không cái này đây cũng quá dọa người đi đối phương đến cùng là muốn làm gì đối phương đây là không có nghĩ qua là muốn khiến người ta tốt như thế một loại cảm giác a à thật sau đó đâu diệp trần không có hiếm có phản ứng đối phương đi hoàng chiến cứ như vậy nhìn lấy diệp trần bóng lưng người này cái này thao tác ý kia đã là rất rõ ràng đối phương đặc biệt đó là đem chính mình xem như là con kiến hôi như thế một loại cảm giác a à. thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh đối phương thật là thật là chết chắc a à, người nào còn không có một cái nào tính khí phía trên đến triệt để như thế cũng là không cầm được thời điểm một khi là đạt đến triệt để bạo phát cấp độ vậy liền thật là mặc kệ chính mình có phải hay không sẽ chết rồi đều không để ý liền phải là muốn liều mạng với ngươi lại nhìn cái này dịp trần quả ngươi những thứ này đâu ngươi là muốn liều mạng vẫn là muốn tính sao chính ngươi chơi đùa liền tốt nha hắn hiện tại đây là đơn thuần cũng là không rảnh phản ứng ngươi cũng không có thời gian rỗi theo ngươi nói nhăn nói cuội những thứ này có không có còn được đường đâu mai phục tại chỗ tối người còn lại đây là tại nhìn thấy dịp trần lực sát thương về sau nhất định phải là phải thật tốt ước lượng đo một cái thì đối phương dáng vẻ như vậy năng lực tùy tiện có thể phát hiện ngươi ẩn tàng hành tung sau đó đâu cái này là có thể tùy ý đem công kích hướng về trên người của ngươi bắt chuyện chính ngươi nhiều đem chính ngươi xem như là một chuyện người ta vậy cũng là đưa ngươi không để vào mắt như thế một loại cảm giác cái này cái này thật là ít nhiều có chút làm người tức giận như thế một loại bộ dáng làm sao bây giờ, như thế đi xuống, cái này, đây là muốn thế nào làm là tốt, còn có thể hay không là vui sướng đến chơi đùa, dịp trần bên này liền không có những thứ này làm phức tạp, không phải sao, trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này đi hái thuốc đi, quản các ngươi là cái gì suy nghĩ đâu. Không quan trọng được không á. Chương 306, Sa Hành Giả, nhất tự đạo nhân đây là tìm được một cây cỏ dược, cái này một cây cỏ dược thật là là vô cùng trân quý, không phải sao, đây là không có thâm hậu kinh nghiệm quả thực cũng là không dễ dàng tìm tới thảo dược này nhất tự đạo nhân là ai kinh nghiệm của hắn phong phú thoải mái mà cũng là tìm được tại cái này trong sa mạc còn có một vị tu luyện giả cũng là đang tìm cái này một cây cỏ dược đất cát nha ở chỗ này đều có thể sống sót có thể tưởng tượng đạt được thảo dược này ương ngành sinh tồn năng lực cái này ngoan cường sinh tồn năng lực đại biểu cũng chính là sinh cơ tại cái này sinh cơ cảm giác mười phần như thế một loại tình huống phía dưới cái này muốn là phục dụng rồi đối với người tu luyện này mà nói cái kia là có đại dụng đối phương rõ ràng thì là muốn sử dụng dáng vẻ như vậy đồ vật tới tu luyện hắn biết nơi này có nhưng là không biết ở nơi nào đã là tìm như thế hai ba tháng cũng không có tìm được sau đó đâu đây là tới một đám người lại sau đó thì sao cái này đối phương đã tìm được hắn cũng nhìn thấy cũng cảm giác được Tại như vậy một loại tình huống phía dưới, làm tu luyện giả đối phương, cái kia là muốn dựa vào thân phận của mình làm chút chuyện gì đó. Cho dù là sự tình bẩn thiểu, đó cũng là sẽ không tiếc như thế một loại bộ dáng, thứ này đối với cái này đối phương mà nói, thật là tương đương trọng yếu, có hay không có thể thăng cấp thành công, vậy thì phải là muốn nhìn vật này có hay không có thể tìm được, tìm được mới có thể là có rất lớn hy vọng, tìm không được tại tiền không thấy còn lại vật thay thế tình huống phía dưới thăng cấp quả thực cũng là si tâm vọng tưởng như thế một loại bộ dáng. Sau đó thì sao, đối phương đây là ngăn chặn cái này dịp trần đám người đường đi, cái này một đôi mắt trừng trừng nhìn chầm chầm dịp trần đám người như thế một loại bộ dáng, đây là nghĩ đó là khá tốt, có thể xem rõ ràng. Nhất định nhất định là sẽ không để cho Diệp Trần bọn người tốt hơn như thế một loại cảm giác, cũng là như thế một loại tình huống, như thế đây là không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, dịp trần đâu, đây là lạnh nhạt nhìn đối phương, đối phương đâu, cũng là lạnh nhạt nhìn lấy dịp trần, ngươi có chuyện a? À? dịp trần hỏi, đem đồ vật bán cho ta đi, đối phương cũng là không quá phận, chỉ là chỉ thảo dược này nói là bán, tiền là sẽ đưa cho ngươi, bọn họ tu luyện giả đòi tiền cũng vô dụng. Một hai bạc vụn đi, không có khả năng, dịp trần lắc đầu, thứ này có thể cứu lạc hồng nhan mệnh đối phương ý tứ cũng là lạc hồng nhan không cần phải để ý đến, chật chật chật, đối phương đây là muốn, liền phải là muốn nhường cho đối phương, không, không, cái này là chuyện không thể nào, hoàn toàn là sẽ không dựa theo đối phương tưởng tượng đến đi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. Rõ ràng, rõ ràng, ta muốn thảo dược, ngươi đi tìm A, à? muốn liền đi tìm A, à? tìm được liền là của ngươi, ta muốn là tìm được sẽ tìm ngươi A, à? cái kia cũng là chuyện của ngươi, không thể nhận nhặt ngươi tìm không thấy, ta thì khẳng định là muốn bán cho ngươi đi. Ta cũng không bảo đảm một hồi sẽ ta có thể tìm được a, à, muốn là bán cho ngươi ngươi về sau ta không tìm được vậy phải làm sao bây giờ là tốt. Đây không phải là ta cần quan tâm chuyện của ngươi, đối phương khoát tay nói ra, dịp trần hai con mắt nhìn chầm chầm cái này đối phương nhìn lấy, gia hỏa này, cái này làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng thật là khiến người ta nhìn lấy cũng là tương đương chính là phiền muộn như thế một loại cảm giác, đối phương muốn là hiểu chuyện một điểm, giờ phút này. Đối phương liền có thể rời đi, nơi này thật là không có một chút hoan nghênh đối phương ý tứ, đối phương đâu, chỗ nào chơi đùa đi đâu, bộ dạng này tương đối tốt. Nơi này không thích đối phương, thiếu niên, ngươi đem đồ vật cho ta, ta không so đo với ngươi ngươi đường đột trêu chọc ta sự tình, ngươi vẫn là tính toán đi, tùy tiện ngươi tính toán muốn làm sao tính toán thì làm sao tính toán nhất định nhất định là không muốn thủ hạ lưu tình ta xem trọng ngươi nha diệp trần hướng về phía đối phương nói ra đối phương đâu chấp tay trước ngực lên đây là tại thời khắc này trực tiếp cũng là ngưng thần tĩnh khí đây là ngưng thần tĩnh khí một hồi lâu sẽ về sau như thế đây là hạ sát thủ trong chấp nhán này đây là muốn đánh ngươi đây là đều thổ huyết như thế một loại bộ dáng cái này đánh lén gọi là một cái nhanh trong nháy mắt liền đến trong nháy mắt cũng là hoàn thành bao trùm như thế đây là bao trùm mà lên như thế đây là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao thất bại lần thứ nhất thất bại lần thứ hai thất bại lần thứ ba thất bại lần thứ tư thất bại lần thứ năm làm sao có thể chứ đối phương là ai hắn nhưng là trong sa mạc tu luyện giả sa hành giả sa hành giả làm sao có thể là có thua thiệt thời điểm đâu như vậy khắc lúc này như thế một loại tình cảnh hắn đặc biệt đây là một vạn cái không tiếp thụ cũng là đơn giản như vậy một chuyện sau đó thì sao dịp trần là phản ứng đối phương là đem đối phương xem như là một chuyện rồi không liền không khả năng thì dịp trần dáng vẻ như vậy gia hỏa cái kia liền sẽ không là nhìn thẳng nhiều nhìn đối phương liếc một chút như thế một loại bộ dáng ngươi nha thích tính sao đều được ngươi vui vẻ là được rồi ta ta nói cho ngươi ngươi cái này đáng chết thật là chết chắc a à. đối phương hét lớn không phải sao giờ phút này dịp trần nhất định phải là muốn làm cho đối phương biết dáng vẻ như vậy một cái đạo lý ngươi liền sẽ là lãi nhãi ta thật là có thể đem công kích trúng đích đến trên người của ngươi đi ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi làm làm là một chuyện không có ý tứ chuyện không thể nào ta cao bao nhiêu ngạo ta nhiều đắc ý ta nhiều không đem ngươi cho để vào mắt a à. đúng hay không ta đã là tức giận rất là bộ dáng rất tức giận cho nên, sẽ tự sát a, à, sẽ không, ta làm sao có thể là sẽ tự sát đâu, vậy liền không tự sát thôi, ta cũng không phải nhất định phải buộc ngươi đi tự sát. Ta còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. Ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta đưa ngươi cho để ở trong mắt, ngươi, giờ phút này lúc này, ngươi cho ta đoàn chính thái độ, không muốn là cùng ta làm càng, ngươi muốn là như thế cùng ta làm càng đi xuống ta thì bóp chết ngươi, vậy ngươi còn không hạ thủ. Tới 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 bóp chết ta đến đây chính là dịp trần thái độ quản ngươi có đúng hay không tu luyện giả đâu hắn cũng là như thế một cái đức hạnh một hồi sẽ cũng là như thế một cái đức hạnh một mực xuống cũng là như thế một cái đức hạnh hắn đây là muốn như thế một cái đức hạnh tiến hành tới cùng đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi cũng là như thế làm người tức giận một loại cảm giác sau đó thì sao cái này xa hành giả thân hình đã là lui nhanh hướng về sau Hắn cảm thấy, giờ phút này việc cấp bách vẫn là cùng cái này cẩu vật kéo dài khoảng cách, khoảng cách kéo ra, ngươi có rất nhiều lựa chọn, là ăn thua đủ, là như thế dừng ở đây, ngươi đều có thể khống chế, có thể không muốn đòn khiên phía trên cũng không cần đòn khiên phía trên, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, sau đó thì sao? Sau đó thì không muốn phản ứng ngươi thôi. Nhiều sự tình đơn giản, sau đó ngươi thì thích tính sau thì tính sao thôi, nhiều sự tình đơn giản, thời gian nhoáng một cái đây là không biết đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, không phải sao, dịp trần bên này cũng là trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này. Chương 307, Thất bại người, sa hành giả vốn là đâu, cái kia là muốn dựa vào thực lực của mình, độc chiếm thứ này, nhưng là đi qua hành động, đi qua thất bại, hắn biết như thế một cái tình huống, cái kia chính là mình muốn độc chiếm ý nghĩ không thể nào là thành công, còn lại, cái kia chính là đem sự tình chuyển báo lên cùng tiến lên, đồ vật cướp tới có thể là không có mình cái gì số lượng nhưng là mình có thể báo thù a à. cho nên sa hành giả hiện tại cũng là cái có thể báo thù cùng không có thèm đi báo thù lựa chọn nghĩ đến đây dịp trần sau cùng ánh mắt đây là đặc biệt giận điên lên cái này đây là giảm hạn ngạch bên trong ý tưởng này nhất định là muốn báo thù a à. không phải sao đây là trực tiếp cũng là đem tình huống cho hồi báo lên phía trên những người này đây là tại biết thảo dược này đã là bị người tìm được về sau trong nháy mắt cũng là điều chỉnh trạng thái của mình biến thành cái này tác chiến trạng thái. Tại đem cái trạng thái này điều chỉnh tốt về sau, cái kia chính là đối phương tận thế, không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, đây là được bắt đầu chuyển động, bên này, dịp trần bọn người ở tại tìm được tiếp theo trồng thúc vật về sau thì chuẩn bị kỹ càng là muốn đi. Không phải sao, trong sa mạc đây là xuất hiện động tĩnh vô cùng mịt mờ, nếu như không phải dịp trần dáng vẽ như vậy cao thủ trên cơ bản cũng chính là không phát hiện được cho nên hiện tại cái này là có thể xác định có người đến nha đạo này một đạo thân hình theo chỗ tối chui ra như thế một cái tư thế như thế một loại cảm giác ngươi cho rằng xong tới thì xong việc người ta nếu là xong tới vậy khẳng định là khóa chặt ngươi nhận chuẩn ngươi khẳng định là muốn hướng về ngươi tới ra tay như thế một loại bộ dáng đó là chắc chắn sẽ không là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác cũng là đơn giản như vậy một chuyện giờ khắc này dịp trần lắc đầu loại kia mây trôi nước chảy không đem người cho để ở trong mắt cảm giác thật là là tương đương làm người tức giận cho dù là người ta đây là tại về số lượng có ưu thế tuyệt đối cái này lại có quan hệ gì đâu ngươi có ưu thế của ngươi thôi ngươi đắc ý ngươi thôi yểm hộ nhất tự đạo nhân rút lui, Diệp Trần hướng về phía ba vị cấp dưới nói ra, ba vị cấp dưới bên trong mỗi một lần đều là phụ trách cái này nhất tự đạo nhân an toàn một vị cấp dưới nhẹ gật đầu, sau đó đây là mang theo nhất tự đạo nhân thì rời khỏi nơi này. Chỉ cần là cái này Diệp Trần không có đi, đối phương đâu, cái kia cũng sẽ không là tùy tiện động thủ đến như vậy bọc quan thực lực của mình, hiện tại, không liên hệ người đã là đi, chỉ còn sóc cái này dịp trần ba người đối phương thật là không biết dịp trần cái này càng rỡ tư bản ở nơi nào không phải sao giờ phút này cái này dịp trần cũng là như thế khiến người ta bất kể thế nào nhìn đều là cảm thấy rất cuồng vọng một loại bộ dáng loại này bộ dáng là thật đó là khiến người ta tương đương chính là tức giận như thế một loại cảm giác không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới tùy thời có thế là sẽ hướng về phía ngươi xuất thủ nha mọi người nhìn về phía xa hành giả sa hành giả lười nhát là phản ứng đại gia hỏa, hắn phân ngạch cũng không có, hắn còn hiếm có là phản ứng đại gia hỏa A. À. Cái này là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, những người kia không trông cậy được vào tôn hành giả, vậy liền nhìn về phía dịp trần, như thế, đây là trừng trừng nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy chuẩn bị kỹ càng chính là muốn xuất thủ, dịp trần đầu nhúng nhúng vai, không có thèm là phản ứng đối phương là thật một đạo thân hình đi ra, hắn gọi Sa Ngộ Tịnh, Sa Ngộ Tịnh hai con mắt cứ như vậy cùng ra đa một dạng đem dịp trần cho khóa chặt, thật là bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về dịp trần trên thân bắt chuyện đi lên. Hiện tại, đây là cho đối phương cơ hội, đối phương muốn là hiểu chuyện một chút, vậy liền mọi người tốt tốt thương lượng một chút, nhìn xem có hay không có thể tốt như vậy nói tốt câu thông phía dưới liền đem vấn đề giải quyết. Cũng là như thế một chuyện, kết quả là như thế một chuyện a, à? không không phải như thế một chuyện dịp trần vui tại trì hoãn thời gian vui tại cùng đối phương như thế một mực làm càng đi xuống đây là không có một chút muốn phản ứng đối phương như thế một loại bộ dáng còn có thể là quản ngươi những thứ này ta ta hy vọng mọi người có thể câu thông một chút không biết là có thể vẫn là không thể ai muốn theo ngươi câu thông ngươi nếu là không cùng ta câu thông cũng là ăn thua đủ vậy liền thật là muốn chết một cái dáng vẻ như vậy một loại phân tranh là ngươi muốn xem gặp a à là chủ yếu, cũng chính là không quan trọng, dáng vẻ như vậy một loại phân tranh, ta cũng không hiếm có là để vào mắt a, à, ta nhiều càng rỡ ta nhiều đắc ý một người đâu. Ha ha ha, cho nên, ngươi đây là cự tuyệt cùng ta đầu hàng nhận làm đem đồ vật giao cho ta, đúng không? Ngươi cái này không đều là biết không? Ta chính là cự tuyệt a, à, giờ phút này là cự tuyệt, một hồi cũng là cự tuyệt, vẫn luôn là cự tuyệt, con người của ta ưa thích cự tuyệt người khác ta đây là muốn đem cự tuyệt cho tiến hành tới cùng là có vấn đề gì a à? là thì là thôi không quan trọng như thế một loại bộ dáng đặc biệt ngươi đặc biệt ngươi thật là đem ta cho làm phát bực a à? ngươi có biết hay không a à? ta biết cái đồ chơi này làm gì chứ ta cũng không hiếm có biết cái đồ chơi này a à? ta ta thật là là giận điên lên a à? ta sẽ đối ngươi ra tay độc ác đó a à? ngươi đến cùng là đang trì hoãn cái gì diệp trần nhìn đối phương hỏi đối phương không phải đang trì hoãn cái gì hắn đây là tại hung hăng dùng khí tràn đi áp bách đối phương tốt nhất cái kia chính là có thể như thế không đánh mà thắng giải quyết chiến đấu hắn biết rõ thực lực của mình cùng mình tiểu đồng bọn thực lực chỉ cần là bọn họ vừa ra tay chật 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 quả thực cũng là vài phút chính là có thể kết thúc chiến đấu nhưng là một khi là địch nhân này ông lấy ta không lấy được ngươi cũng không muốn là chỉ nhìn có thể lấy được tâm lý đem đồ vật cho như thế phá hủy cái này thật là có điểm được trả bằng mất, không có như thế một loại tất yếu a, à, đúng hay không? cho nên có thể là áp bách đến đối phương chủ động cho, làm sao đến mức là muốn đạt tới cướp như thế một loại cấp độ, kết quả cái này đối phương rõ ràng cũng là đặc biệt muốn như thế một mực làm càng đi xuống, đúng không? cái kia giết ngươi, đây là chuyện khẳng định a, à. đây là nhất định phải là muốn hướng về trên người của ngươi triển khai cái này trí mạng, cái này đáng sợ công kích cũng là đơn giản như vậy một chuyện, xoát, xoát, mang theo cái này kình phong quyền công kích đã là triệt để đến, nhìn lấy, cái kia chính là tương đương dọa người nha, cái này muốn là mời đến trên thân, chật chật chật, thế nhưng là không dễ chịu như thế một loại bộ dáng đâu. Một lần, thất bại, lần thứ hai, không thành công, lần thứ ba, một cái ngậm dạng. Cái này đã nói lên dáng vẻ như vậy một cái đạo lý một người muốn là một lần thất bại trên cơ bản cái kia liền sẽ không là có khả năng thành công, bởi vì cái này người căn bản cũng là cái thất bại người, thất bại người đó là có thể chơi đùa đi ra cái gì tâm địa gian dảo đến. Có phải hay không như thế một cái tình huống? Làm như vậy đi xuống. Cũng chính là thất bại đến cùng dáng vẻ. Chương 308, hoảng hốt chạy bừa, xoát, xa ngộ tịnh xuất thủ, đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không phải rất trân quý, vậy cũng không cần trân quý giờ phút này hắn cũng không theo ngươi như thế tiếp tục nói nhăn nói cuội những thứ này có không có đi xuống đây là trực tiếp cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt như thế đây là hướng về trên người của ngươi cứ như vậy làm đi lên đây là nghĩ có thể xem rõ ràng ngươi chết chắc kết quả công kích này đã tới còn tới đến đó là rất xinh đẹp tới một lần thất bại một lần đến phía trên lần thứ hai thất bại lần thứ hai đến phía trên lần thứ ba vậy cũng là cái không buông bỏ chi cái kế tiếp kình chính là mình cho mình mang đến thất bại. Vận mệnh con người là nắm giữ tại ngươi lòng bàn tay của mình bên trong. Ngươi muốn là nghiêm túc một điểm vấn đề này lại là phát triển đến như thế một loại bộ dáng A, sẽ không, cũng cũng là bởi vì ngươi tiểu quật cường, ngươi không cam tâm, cuối cùng đâu, đây là đưa ngươi cực kỳ không muốn nhất phát triển cục thế, đó là cho phát mở ra, tình huống cái kia chính là như thế một loại tình huống sau đó thì sao sau đó kết quả này thật là có thể tưởng tượng được cái này dịp trần hai con mắt thì cùng ra đa một dạng tập trung vào cái này đối phương trong nháy mắt cái này bất thình lình tình huống phía dưới một chưởng như thế cũng là đánh vào cái này trên người của đối phương cái này đây là đánh cho cái này đối phương sửng sốt một chút như thế một loại bộ dáng đối phương cái này đầu thật chính là vô cùng đau vô cùng đối phương hy vọng cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới cái kia đặc biệt đó cũng không phải là chuyện này thiếu niên ta muốn theo ngươi tốt như vậy tốt câu thông một chút ngươi cho ta nghiêm túc một điểm người nào ai muốn với ai hảo hảo mà câu thông một chút ngươi muốn cùng ta ngươi để cho ta cho ngươi nghiêm túc một điểm ha 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 ngươi cũng là có chút điểm suy nghĩ nhiều có thể sao khả năng ngươi chỉ cần là cho chính ngươi một đường sinh cơ chúng ta liền có thể câu thông một chút, cái kia ý của ngươi chính là ta không theo ngươi câu thông thì là tìm cái chết, đúng không? Cái kia ta chính là muốn như thế muốn chết đi xuống, ấy, tính sao đi, ta đây là muốn đem muốn chết cho tiến hành tới cùng, ngươi có thể đem ta sao thế nha? Diệp Trần hỏi, động thủ cho ta, sa ngộ tịnh đã là ra lệnh, tại cái này mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới như thế một loại tình huống phía dưới. Mọi người đâu, đây là đã được bắt đầu chuyển động, mọi người như thế một hành động vấn đề này thì biến đến là đơn giản giờ phút này đây là triệt để cũng là theo ngươi phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ mà giờ phút này dịp trần cũng là hạ muốn ra tay mệnh lệnh không phải sao mấy cái này tiểu huynh đệ tiểu đồng bọn trong nháy mắt cũng là hướng về mấy cái này cẩu vật vọt lên đi ba người vậy liền giống như là ba cái sát thủ một dạng nhiều lần đều là sát chiêu như thế một loại cảm giác nhìn ra được ba người này thật là không ai là tốt trêu chọc tốt ứng đối mặt hàng, giờ khắc này, chủ yếu phòng bị cũng là dịp trần, gia hỏa này này đôi đao một vũ động lên, nhìn lấy quả thực cũng là tương đương chính là dọa người. Khiến người ta nhìn lấy cũng là da đầu tê dại như thế một loại cảm giác, xoát, xoát, phốc phốc phốc, gặp nạn, người đầu tiên đây là gặp dịp trần công kích quả thực cũng là nửa điểm biện pháp đều là không có, cái này, cũng không phải một cái khởi đầu tốt, sau đó cái kia chính là cái thứ hai bị dịp trần công kích lại sau đó cái kia chính là cái thứ ba cũng là bị dịp trần công kích quả nhiên là đối phương trọng điểm chính là muốn phòng bị đối tượng đâu cái này là hoàn toàn so với đối phương suy nghĩ muốn tới đó là không tốt ứng đối rất rất nhiều đây là đặc biệt một phát hung ác quả thực chính là cho người chỉnh đó là sửng sốt một chút như thế một loại bộ dáng cái kia sang mộ tịnh vẫn là muốn đem hắn cần gánh chịu trách nhiệm cho gánh chịu mới được a à? dài như vậy này trước kia đi xuống cái kia có thể thật không phải là chuyện này dáng vẻ a à. sang ngộ tình hai con mắt nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm dịp trần nhìn lấy hắn đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng hắn nhất định nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại cũng là đơn giản như vậy một chuyện ngươi như thế nhìn ta làm gì dịp trần nhìn lấy sang ngộ tình hỏi ta theo ngươi là hiểu lầm ta đây là mang theo ta người thì rời khỏi nơi này ngươi đây cũng không muốn là đúng ta tiến hành truy kích, tất cả hiểu lầm, như thế gác lại đến thời khắc này, như thế, đây là dừng ở đây, người xem coi thế nào đâu, suy nghĩ một chút, Diệp Trần không có trực tiếp đáp ứng đối phương cũng không có trực tiếp từ chối đối phương, chỉ là nói như vậy lên một câu suy tính một chút. Ý kia là đáp ứng cũng được, từ chối cũng được, chủ yếu cũng là nhìn tâm tình của hắn, hắn đâu, cái kia chính là một cái âm tình bất định người, tùy thời đều là có khả năng làm đi ra bất luận cái gì lựa chọn đến nha không phải sao cái này sa ngộ tịnh đành phải là yên lặng cùng đợi gia hỏa này đây là làm đi ra lựa chọn đến đặc biệt loại này bị người cho nắm cảm giác thật chính là vô cùng vô cùng không tốt không tốt có thể làm gì gia hỏa này đích đích xác xác là lợi hại đến khiến người ta quả thực cũng là tính sai như thế một loại cấp độ chỉ có thể là như thế yên lặng cùng đợi đối phương suy nghĩ đi ra cái này quyết định liền xem như giờ khắc này sa ngộ tịnh đại khái cũng là biết gia hỏa này là cố ý ác tâm như vậy ngươi. Cái kia cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhất định phải chính là muốn tiếp nhận, đây chính là hiện thực, hiện thực cũng là để ngươi nhất định phải là muốn cúi đầu, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đi, không phải sao? dịp Trần cao ngạo rời khỏi nơi này, làm người tức giận a, à, như thế liền đi, đây là để ngươi quả thực cũng là hoảng hốt đến không phải một điểm nửa điểm. Đúng hay không? Ngươi cho rằng hắn là sẽ cùng ngươi ngôn ngữ ngôn ngữ, ngươi cho rằng hắn là sẽ làm chút gì, nhưng kỳ thật, hắn chỉ là như thế lơ đỉnh cũng là từ nơi này rời đi mà thôi. Để ngươi quả thực chỉ là có chút, không, để ngươi quả thực chính là không có có thể là nhìn hiểu như thế một loại cảm giác. Sau đó thì sao? Nhìn lấy dịp trần bóng lưng liền đến khí, thì đặc biệt là rất tức giận, thì đặc biệt là muốn bạo phát, thì mẹ nó hận không thể chính là muốn đem hắn giết chết a? À, thời gian nhoáng một cái, như thế không biết là đi qua bao lâu, Diệp Trần đây là đi tới đi tới liền đi tới cái này trong sa mạc duy nhất một thôn trang, thôn trang cái kia có thể thật chính là vô cùng mịt mờ, tại cái này vô cùng mịt mờ tình huống phía dưới. Tùy tiện cái kia thì sẽ không có người phát hiện nơi này, không phải sao, cái này phát hiện nơi này đơn thuần cũng là hoảng hốt chạy bừa như thế một loại tình huống phía dưới, cơ duyên xảo hợp đến nơi này, cũng là như thế một chuyện. Diệp Trần hai con mắt nhìn chầm chầm 7 giờ đồng hồ phương hướng nhìn lấy, như thế một đạo thân hình đi tới hắn cũng là trong thôn trang thôn bá cũng chính là tương đương với trong thôn trang manh lưu tử đồng dạng tồn tại hắn đây là liếc một chút cũng là thấy được diệp trần bọn người trên thân đây chính là có tài vụ cũng cũng là bởi vì thấy được tài vụ cho nên liền là có như thế không tốt một cái ý đồ xấu đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đem diệp trần đám người tài vụ bắt lại đến mức có phải hay không xử lý bọn họ cái kia cũng không đáng kể. Chương 309, cầm binh tác chiến không phải là đối thủ, thiếu gia ba bước hai bộ cũng là đến cái này dịp trần trước người, như thế, đây là đứng vững thân hình, như thế, đây là trừng trừng nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, ta, đó là chỉnh chạc đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đưa ngươi đem thả lấy ở trong mắt, ấy, cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng. Có mau bệnh a à? ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy diệp trần hỏi nơi này đó là một cái vô cùng mỹ lệ thôn trang nhưng là ở chỗ này mặc kệ là du ngoạn tham quan vẫn là ăn và ngủ đều phải là phải bỏ tiền bạc mang rồi hả không có a à? diệp trần lắc đầu trên người của ngươi có bạc ta đối bạc loại này thuộc tính vị đạo đây chính là tương đương mẫn cảm bạc vàng ta cũng chính là như thế ngửi một chút chật 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 lập tức chính là có thể phân biệt ra được ngươi mang tiền không có diệp trần hoàn toàn như trước đây là lắc đầu mặc kệ ngươi cái này là như thế nào chắc chắn ta chính là không thừa nhận như thế một loại ứng đối phương thức có phải hay không rất giận người liền xem như ngươi bị giận điên lên ta cũng vẫn là không thừa nhận quản ngươi những thứ này đâu diệp trần có thể không phải là vì tâm tình tự của người khác trạng thái mà còn sống cái loại người này cũng là như thế một chuyện không phải sao thôn này bá tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến có chút không phải quá tốt rồi, gia hỏa này, chó này vô cùng dáng vẻ, đây là nghĩ kỹ, nghĩ thông suốt, liền phải là muốn như thế một mực đi xuống. Đúng không? Đây là kiên định không thay đổi, không thay đổi, đúng không? Được, được, ta là một cái tiền trang người, muốn đi vào đến thôn của chúng ta tiền nhất định phải là muốn tồn tại ta chỗ này, ngươi không còn, ta không cho ngươi đi vào, không cho vào đến liền không đi vào a. À? cũng không phải nhất định là nhất định phải đi vào, đúng hay không? Ta không đi vào cũng không có nửa điểm cái gọi là. Ta chính là như thế đến nghĩ, có vấn đề a? À, Diệp Trần nhìn đối phương hỏi, người đã đến, tới nhất định phải là muốn đi vào, giờ phút này, ngươi liền xem như muốn đi vậy cũng là chuyện không thể nào, đây là ép buộc ngươi đi vào, ừ, cũng là như thế một chuyện, thôn bá hướng về phía cái này Diệp Trần nói ra, Diệp Trần đâu, đây là khịt mũi coi thường, ấy, ta chính là không có thèm là đưa ngươi cho để vào mắt. Tình huống, cái kia chính là như thế một loại tình huống, thôn bá hai tay, như thế, đây là nắm chặt một lần, nắm chặt mấy lần, như thế liền phải là muốn nắm chặt buông ra vô số lần, gia hỏa này không có bị chính mình khí tràn cho như thế uy hiếp được, đến mức gia hỏa này cho là mình là một nhân vật nhỏ, một mực cũng là như thế càng rỡ, được, được, thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh thật là không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào người nào đặc biệt cái kia cũng không phải dễ khi dễ như vậy hắn cũng không phải nếu là hắn nảy sinh ác độc đây tuyệt đối là phát ra tới đối phương chỗ không nguyện ý nhìn thấy tàn nhẫn công kích tới sao thế rồi đây là hù dọa ta đây diệp trần nhìn lấy thôn bá hỏi ta đã là không theo ngươi như thế nói nhăn nói cuội nhất định phải là muốn đem tiền trên người ngươi lấy ra đem ra ngươi chính là một cái súng tràn chết chết hẳn phải chết không nghi ngờ như thế một loại bộ dáng cho nên ý của ngươi là cái gì đâu ta có thể có ý gì đâu ha 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 ta thì không có gì hay a à, có mau bệnh a à, vậy ngươi không có gì hay thì không có gì hay thôi gặp lại không phải sao dịp trần thật là quay người cũng là muốn rời khỏi nơi này quả ngươi là muốn làm gì đây vậy cũng là ngươi ý của cá nhân ngươi ý nghĩ không ảnh hưởng tới trên đầu của hắn đi chỉ cần là hắn thật tâm thật ý không đem ngươi làm làm là một chuyện, ngươi cũng liền chỉ là một tên hề mà thôi, hắn cũng thật tâm thật ý không có đưa ngươi cho để vào mắt, ngươi cái này tên hề, thôn bá vốn là đâu, cái kia là cho đối phương cơ hội. Không có nghĩ tới là, đối phương vậy mà là như thế đắc ý, một lần một lần cầm lấy đao hướng về trái tim của hắn tử chi phí trên đâm, giờ phút này nội tâm của hắn đã là bị đối phương cho đâm đến đó là thủng trăm ngàn lỗ. Tại cái này không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới, thôn bá còn có thể là nói cái gì đó, trong nháy mắt, thôn bá đây là xuất thủ. Xuất thủ cũng là nghiêm túc như thế một loại bộ dáng, thuần thục, công kích là triển khai, nhất định là muốn cho ngươi đánh cho đó là thổ huyết như thế một loại bộ dáng, thật là không mang theo để ngươi dễ chịu như thế một loại cảm giác, như thế, đây là không biết đi qua bao lâu thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này cũng chính là nhàm chán cuộc cường. Dịp trần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đó là chưa bao giờ nghiêm túc qua cho dù là một lát. Hiện tại, đây là nghiêm túc, bởi vì đã là không muốn cùng đối phương như thế làm càng đi xuống, dứt khoát. Cái kia chính là chăm chú đem đối phương bắt lại được rồi, không phải sao? Làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. Dịp trần công kích, hướng về thôn bá trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên ầm um, âm, um, một lần hai lần ba lần bốn lần cảm giác này quả thực cũng là lần lượt công kích khiến người ta vậy là không có khả năng tránh né thành công đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể bày biện ra tới công kích đây quả thực là khiến người ta phát điên cực kỳ a à. thôn bá hận không thể chính là muốn bóp chết tên đáng chết này tâm tình của hắn thật là trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn hắn biết rất rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương liền xem như chính mình cùng đối phương đòn khiên phía trên nở hoa đi xuống, kết quả sau cùng, vậy cũng là đối phương muốn làm sao khi dễ chính mình, liền có thể làm sao khi dễ chính mình, đây là một cái thực lực là vương xã hội, đối phương đặc biệt cũng là có thực lực mà chính mình là không có, cho nên... Chính mình đã chú định chính là muốn bị đối phương cái này cẩu vật khi dễ, đúng không, như thế đi xuống, không phải chuyện này à, có thể nói một chút, vẫn là phải muốn nói một chút, tốt nhất, cái kia chính là tốt như vậy nói dễ thương lượng hảo hảo mà cũng là đến câu thông câu thông phía dưới liền đem vấn đề cho triệt để như thế chính là giải quyết mới được ngươi như thế nhìn ta làm gì thôn bá nhìn lấy dịp trần hỏi ta hiện tại vậy sẽ phải như thế không còn tiền tiến đi ta thì hỏi ngươi được hay không đi vốn là ta là quyết định đi tới lấy mà ngươi như thế một loại tư thái ta còn nhất định phải là vào xem ta còn cũng là không còn tiền ngươi đi vào nha ta cũng không ngăn ngươi nha, thôn bá nói ra, không phải sao. Diệp Trần cũng là không có thèm phản ứng đối phương, cất bước cũng là hướng về thôn trang nhỏ đi đi, thôn bá đâu, nhìn chầm chầm Diệp Trần một đoàn người bóng lưng nhìn lấy, chủ yếu phòng bị, cái kia chính là Diệp Trần đúng không? Chỉ cần là đem Diệp Trần cho phòng chuẩn bị tốt, vấn đề này, vậy coi như là có giải quyết hy vọng, đúng không? Người còn lại trực tiếp cũng là như thế không đáng kể thì xong việc. Đúng không, được, an bài, thôn bá tự mình một người, tự nhiên không phải gia hỏa này đối thủ, nhưng là, hắn là một người A, à? hắn không phải A, à? nếu là có thể điều động đến càng nhiều thôn dân đem đối phương cầm xuống, làm gì là tự mình một người cùng đối phương ăn thua đủ. Chương 310, không phải là đối thủ, giờ phút này, lúc này, thôn này bá thanh âm đã là truyền vào đến thôn dân lỗ tai bên trong hắn đem mấy người như vậy vô cùng ngang tàn trên người có có thể nhiều tiền như thế một cái tình huống báo cho mọi người, mọi người đâu, đó là vùng khỉ ho cò gáy điêu dân, nếu như nói là có thể như thế sử dụng hết ăn lại nằm hãm hại lừa gạt đến giải quyết vấn đề ăn cơm. Mọi người tự nhiên là không muốn vất vả đi trồng trọt, không phải sao, có thôn này bá như thế vậy một cái phát. Đạo này một đạo thân hình trong nháy mắt cũng là đem dịp trần cho bao vây lại, giờ khắc này điều bộ này, trong chớp nhoáng này cảm giác này, đây là đã đem dịp trần cho khóa chặt bao phủ lại tại trong đó đây là tùy thời như thế một loại tình huống phía dưới liền sẽ là hướng về dịp trần trên thân tới ra tay một khi là xuất thủ ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu cái kia thì chuyện không thể nào dịp trần đâu lạnh nhạt nhìn lấy đại gia hỏa ánh mắt kia cảm giác kia quả thực cũng là tràn đầy ghét bỏ đây là thì không nghĩ tới là muốn đem mọi người xem như là một chuyện như thế một loại bộ dáng như thế đây là nghiêm chỉnh không đem mọi người xem như là uy hiếp cũng là như thế một loại tình huống như thế đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng dịp trận đây là không có một chút muốn động thủ không có một chút muốn ngôn ngữ ý tướng muốn là theo hắn nơi này nghe được cầu xin tha thứ hai chữ này cũng là không thể nào như thế một loại tình huống mọi người đâu đây là muốn ra tay cũng được muốn như thế tiếp tục theo dõi hắn cũng được mọi người đâu đây là muốn như thế nào đều được hắn liền sẽ không là đem mọi người cho để vào mắt tình huống cái kia chính là như thế một loại tình huống dịp trần hai con mắt như thế trừng trừng nhìn chằm chằm cái này mọi người kết quả thật là có thể tưởng tượng được tâm tình của mọi người cũng cũng là bởi vì dịp trần quan hệ từ đó là biến đến cái kia là phi thường không xong gia hỏa này đây không phải khóa chặt không phải cảnh giác đây là không có đem bọn hắn xem như là một chuyện như thế một loại ánh mắt cái này cũng quá càng rỡ a, à, thì hướng về phía thằng nhãi con này như thế càng rỡ điểm này, vũ khí này đều phải là muốn xuất ra đến rồi, không phải sao, một vị một vị thôn dân đã là đem trồng trọt vũ khí lấy ra, thứ này trồng trọt thời điểm là một tay hảo thủ. Thứ này đem ra, cũng là một tay hảo thủ, giờ phút này là một đôi một đôi con ngươi như thế nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy, nhận chuẩn khóa chặt liền phải là muốn hướng về trên người hắn tới ra tay cũng là đơn giản như vậy một chuyện cái kia dịp trần là có rất nhiều quan tâm còn là như thế nào không có không có khả năng có dịp trần cứ như vậy tùy tiện mọi người là xuất thủ vẫn là không xuất thủ cái kia cũng không đáng kể hắn hiện tại đây là ngồi đợi mọi người hành động mọi người muốn là như thế một mực không hành động cái kia lại không được động thôi cũng hù dọa không đến hắn chính là hắn hoàn toàn như trước đây cũng là như thế nhàn nhạt khiến cho người là sinh khí một loại cảm giác sao thế đi? cái này một đôi một đôi con ngươi tràn ngập lãnh diễm tràn ngập bất lực đặc biệt làm sao lại là gặp như thế một cái đồ chơi cứ thế mà cũng là đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu đối mặt dịp trần như thế một cái gia hỏa không có biện pháp nào cảm giác này cũng không tốt không tốt có thể làm gì không tốt cũng không phải liền là như thế một cái tình huống a à. sư sư nếu là nhìn chầm chầm ngươi cho ngươi máy sẽ không giải quyết được vấn đề, cái kia giờ phút này dứt khoát chính là cho ngươi công kích, đây là muốn sử dụng công kích, triệt để như thế cũng là giải quyết ngươi vấn đề này, nghĩ đó là có thể rõ ràng muốn thu thập ngươi, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cái kia cũng sẽ không là có cơ hội có bất kỳ thay đổi nào. Cũng là như thế một chuyện, lại nhìn cái này dịp trần, đó là lạnh nhạt rất, đó là không đem đối phương cho để vào mắt, đó là không đem đối phương xem như là một chuyện tới thì tới thôi công kích thì công kích thôi không quan trọng mọi người theo bản năng cũng là cảm thấy nhiều người đó là khẳng định lực lượng lớn nhiều người đâu cái này là một chuyện lực lượng là không phải cũng đủ lớn cái kia chính là mặt khác một chuyện thời khắc này như thế một sự thật tình huống nói rõ người khẳng định là nhiều nhưng là lực lượng không đủ mà cùng dịp trần bốn người chống lại dịp trần một người có lẽ đó là có thể là bị những người này bao nhiêu uy hiếp được một chút xíu nhưng là nếu là hắn bốn người đâu bốn người này một khi là hành động chật 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 quả thực chính là muốn đem mọi người bức cho điên mọi người nha xem như cái rắm cũng là như thế một chuyện mọi người đây là hận không thể chính là muốn đem tên đáng chết này giết chết là giết chết như thế một loại bộ dáng a à. quả thực cũng là bị gia hỏa này cho giận điên lên a à. dịp trần bên này đây là chủ công mà đi nhưng phàm là bị hắn cho tỏa định cái kia liền không khả năng là mấy hôm qua như thế một loại bộ dáng như thế đây là phi thường vô cùng làm người tức giận như thế một loại bộ dáng ầm uhm, một cái bị đánh cái thứ hai đó cũng là bị đánh nhìn người thôn dân này a à, vậy đơn giản cũng không phải là cái này dịp trần đối thủ tới một cái cái kia chính là bị đánh một cái như thế từng cái từng cái đến chật 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 đây là từng cái từng cái bị đánh vậy thì tốt vậy liền khoảng cách gia hỏa này xa một chút không muốn là cùng gia hỏa này như thế làm càng đi xuống cũng là như thế một chuyện sau đó đâu sau đó sự tình cũng là cái này dịp trần chủ động liền xông ra ngoài chủ động lao ra ý tứ cũng là không có thèm là quản ngươi những thứ này nhiều như vậy cái kia xuất thủ tình huống phía dưới liền sẽ là xuất thủ giờ phút này không phải liền là xuất thủ a à. người nào chặn cái này dịp trần đường đi người nào xuống tràn cái kia chính là cái chết là chết nha liền sẽ không là có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng nha tất cả mọi người muốn tránh đi dịp trần cảm giác này cũng là ngươi muốn đi qua liền đi qua đi kết quả đây kết quả cái này dịp trần liền cố ý chính là muốn điều chỉnh đến dịp trần chặn bọn hắn đường đi như thế một loại trạng thái cái này cái này thật là là thật là làm cho người ta phiền muộn a à. cái này thật là là thật là làm cho người ta không vui như thế đi xuống đây là muốn đem người bức cho bị điên như thế một loại cảm giác a à. ta muốn theo ngươi nói một chút vị này thôn dân thật là vừa nhìn thấy diệp trần thì hoảng hốt gia hỏa này làm sao lại là khóa chặt hắn đâu có chuyện gì không thể là câu thông giải quyết a à. một bàn tay thì hướng về cái này trên người của đối phương chào hỏi đi đây là một bàn tay thì đập đến cái này đối phương sửng sốt một chút tốt cái kế tiếp sau đó diệp trần thì hướng về cái kế tiếp trên thân chào hỏi đi lần này tốt đây là triệt để cũng là trêu chọc phải một cái đại ma vương a à, cái này đại ma vương phát hung ác lên chật 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 quả thực cũng là tương đương chính là dọa người như thế một loại bộ dáng mọi người đây là nhìn lấy diệp trần thì hoảng hốt vô cùng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể là như thế trơ mắt nhìn cái này diệp trần quyết tâm chỉ có thể là như thế yên lặng cầu nguyện gia hỏa này không muốn là đem mục tiêu khóa chặt đến trên người của bọn hắn bọn họ đây là quả thực không muốn cùng dịp trần như thế đối chọi lên chủ yếu là cầm binh tác chiến mà nói bất kỳ một người đều không phải là dịp trần đối thủ bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio người này mạnh quá mức lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa chương 311, đại cục đã định cứ như vậy đến đó là tới hung hăng càng quấy đi đó là đi ngông cùng mười phần người ta muốn đi đến nha các ngươi tiếp tục ngăn cản a người nào đến ngăn cản vậy chỉ thu nhặt ai, những thôn dân này tại cái này dịp trần đi về sau, một đôi một đôi con ngươi thế nhưng là nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm thôn này bá nhìn lấy, bình thường đâu. Thôn này bá ý vào chính mình cái này cầm binh tác chiến lực, chật chật chật, quả thực cũng là tương đương đắc ý, tương đương mùi khai, tương đương ngông cuồng cảm giác mười phần như thế một loại bộ dáng, mọi người cũng là không nói hắn cái gì, cũng là không cùng hắn tính toán, nhưng là, giờ phút này, gia hỏa này đây là đem mọi người cho hố, cái kia mọi người còn có thể là như thế dung túng hắn đi xuống a, cái này là chuyện không thể nào, mọi người trong ánh mắt, đó là tản ra cái này hàng ý, đây là một loại tùy thời đều sẽ hướng về thôn bá đến hạ thủ như thế một loại cảm giác, sư, sư, không phải sao? đây là nảy sinh ác độc, những thứ này điêu dân giờ phút này lúc này đây là đem chính mình điêu dân một mặt cho hiện ra đi ra, những thứ này đều không phải là cái này dịp trần cần thiết quan tâm. Dịp trần giờ phút này tự nhiên là hộ tống cái này nhất tự đạo nhân về tới thành trì chủ thành khu, nhưng là, tại cái này sắp chính là muốn tới gần chủ thành khu thời điểm, không phải sao, đây là một đạo một đạo thân hình, đi ra, đạo này một đạo thân hình cũng là ngay từ đầu cũng là khóa chặt dịp trần, nhưng là, theo cái này dịp trần ngay từ đầu thì giết gà dọa khỉ. Sau đó mọi người đây là không có dám ra tay mọi người, giờ phút này, cái này chúng người ý thức được một khi là để dịp trần cứ như vậy rời đi thật là triệt để chính là không có máy sẽ ra tay như vậy tự nhiên là không thể nào cứ như vậy để dịp trần rời đi có phải hay không như thế một chuyện nhất định nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại như thế một loại bộ dáng cái này dẫn đầu cũng là đại hùng đại hùng tại cái này tâm phúc thất bại tình huống phía dưới hắn liền dứt khoát nói là khách trì hoãn lên trực tiếp cũng là đem còn lại mấy cái cổ thế lực đều cho nói như vậy tốt, nói xem rõ ràng, giờ phút này lúc này, mọi người đây là thành tâm thành ý đến hợp tác, đây là đem tất cả lực lượng ngưng tụ lại đối phó cái này dịp trần. Mọi người cứ như vậy một cái cùng chung mục tiêu, nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại mới được, dịp trần bên này chỉ có 5 người, bên trong một cái người còn không phải chiến đấu lực, còn cần bảo hộ, còn lại, đó là chiến đấu lực, nhưng là, cái này ba cái chiến đấu lực muốn là đối phó cái này trăm tám mươi người muốn nói là lao ra khả năng nhưng là muốn cam đoan cái này nhất tự đạo nhân an toàn có thể thật chính là vô cùng khó khăn cho nên mấu chốt của vấn đề cũng là xuất từ cái này nhất tự đạo nhân nếu như nói nhất tự đạo nhân là có thể tự vệ như vậy cái này dịp trận là hoàn toàn sẽ không đem đối phương xem như là một chuyện không phải là đem đối phương cho để ở trong mắt hắn nhiều càng rỡ một người a à, đúng hay không đạo này một đạo thân hình tiến về phía trước một bước đi, đây là dùng hành động biểu lộ thái độ của mình, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, nhất định, một trăm phần trăm, đây là muốn đối với trên người của ngươi cũng là ra tay độc ác, hà tử thủ như thế một loại tiết tấu, diệp trần đã là ý thức được nguy cơ, chủ yếu cũng là nhất tự đạo nhân an toàn, an toàn của hắn liên lụy đến cái này là không nhan an toàn, nếu như không phải như thế một nguyên nhân ba vị này hộ vệ cũng sẽ không là như thế dụng tâm đến bảo hộ cùng hắn, nhìn như, đây là dặn có không xong đi, người ta tới mục đích cái kia là phi thường rõ ràng, đến chính là vì xuất thủ, nếu là vì xuất thủ liền sẽ là hướng về trên người của ngươi xuất thủ, đây là xuất thủ lên liền sẽ không là thủ hạ để lối thoát như thế một loại tiết tấu. Ta muốn theo ngươi nói một chút không biết là có thể vẫn là không thể, không thể nha, không muốn cùng ngươi nói, nhìn lấy ngươi liền là phi thường tâm lý phiền, ân, cũng là như thế một chuyện như thế ngông cùng a à. ngươi là cái gì cục thế ngươi thì cùng ta như thế đến đối thoại đại hùng nhìn lấy diệp trần hỏi ngươi không cần quản ta là cái bộ dáng gì cục thế ta cứ như vậy theo ngươi đến đối thoại tính sao đi diệp trần hướng về phía đại hùng nói ra đại hùng cái này tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến có chút không là làm sao tốt gia hỏa này đây là nơi nào tới tự tin dáng vẻ như vậy một loại cục thế hẳn là câu thông đến giải quyết mới đúng a à? đối phương như thế đắc ý thật là phù hợp a à? thật là hợp lý a à? đối phương đến cùng là tại ngông cùng cái gì đối phương tự tin điểm ở đâu đối phương đắc ý điểm ở đâu cái này đặc biệt khiến người ta thật là có điểm nhìn không hiểu như thế một loại bộ dáng đâu giờ phút này hoàng thiếu gia đây là mang theo một đám gia đình đến hoàng thiếu gia gặp cái này đối phương không có trở về hắn cũng biết đối phương muốn đi sa mạc hắn ý thức đến đối phương có phải hay không ra chuyện một người hoàng thiếu gia là ra không được nhưng là nếu như là một đám người đâu mấy chục người bảo hộ hoàng thiếu gia an toàn đâu cái kia là hoàn toàn có thể đi ra huynh đệ bên này hướng về ta dựa vào áp sát hoàng thiếu gia hướng về phía dịp trần hét lớn dịp trần đâu nhìn thoáng qua ba vị hộ vệ cùng nhất tự đạo nhân sau đó cũng là hướng về hoàng thiếu gia tới gần đi chậm rãi từ từ không để bụng không đem đại gia hỏa xem như là một chuyện đại gia hỏa đâu đây là động thủ cũng không phải đây là không động thủ cũng không phải đây là bị diệp trần trấn trụ a à, diệp trần có thế như thế càng rỡ vậy đã nói rõ hắn liền không có đem mọi người cho để ở trong lòng cũng là như thế một loại tình huống rõ ràng rõ ràng như thế một loại bộ dáng dịp trần hai con mắt cứ như vậy khóa chặt cái này mọi người mọi người đâu đây là bị dịp trần cho nhìn đó là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn cái này giờ khắc này thật là đầu đó là ông ông như thế một loại bộ dáng đây là bực bội phiền lòng đến đó cũng không phải là một điểm đế na a à. dịp trần đã là triệt để tới gần hoàng thiếu gia giờ phút này cũng là như thế hơn một cái người đoàn thể đối nhiều người dáng vẻ liền xem như quần ẩu Đối phương cũng là có nắm chắc nhất định Muốn đến liền có thể đến Muốn đi liền có thể đi Theo cái này dịp trần đem đao cho rút ra phát ra tới khen một tiếng Mọi người nhất thời chính là không có nắm chắc Là, quần ẩu Mọi người là không đem hoàng thiếu gia một nhóm người này xem như là một chuyện Nhưng là, tại bọn này ẩu thời điểm Dịp trần hành tung của người này thế nhưng là rất là trọng yếu Hắn muốn đi nơi nào Hắn liền có thể đi nơi nào Mà, hắn tới nơi nào Cái này nguy cơ thì đặc biệt là tới nơi nào a à? đây là phi thường vô cùng trọng yếu a à? chủ yếu cái kia chính là muốn phòng ngự dịp trận a à? gia hỏa này đó mới là quan trọng a à? gia hỏa này cái này mười phần chi đáng sợ cầm binh tác chiến lực thật là ai cũng đặc biệt là gánh không được a à? không phải sao mọi người nghĩ đến đây người đây không phải người cái này biến thái cận thân tác chiến năng lực nhất thời cũng là tâm lý tại quyết tâm nhiều người như thế nào đâu khi dễ người ta một người vẫn còn khi dễ người ta một đám người, một khi là đối phương nhìn chầm chầm người nào đánh, cái kia đặc biệt liền là ai xui xẻo như thế một loại tình huống A. À. Chương 312, muốn hay không tình báo, sau đó cũng là theo cái này hoàng thiếu gia về nhà, không phải sao, một lần nữa là dàn xếp tại cái này hoàng thiếu gia trong nhà, nhưng là, hôm nay là sau cùng một buổi tối, bởi vì, ngày mai, cái này dịp trần liền muốn đi người, cái này thành trì có cần phải đồ vật đã là nắm bắt tới tay, còn lại đồ vật còn phải là lên hoàn thành đi lấy mới được cho nên không thể trì hoãn thời gian ở chỗ này sớm một chút đem cái này nhất tự đạo nhân thứ cần thiết đều cho tìm tới sớm một chút trở về tốt đem lạc hồng nhang cho chữa trị xong bệnh tình này càng là tiếp tục trì hoãn thì càng phiền phức cũng là đơn giản như vậy một chuyện như thế an ổn nghỉ ngơi dịp trần trong nháy mắt này trực tiếp cũng là mở mắt hơn nữa là từ trên giường đứng dậy mà đến không phải sao đây là đến cửa đây là dán vào cái này cửa lớn một đôi mắt cứ như vậy hướng về trong khe cửa nhìn đi những người này ẩn tàng vô cùng mịt mờ không phải sao đây là mặt lấy y phục dạ hành hành động tận khả năng chính là muốn giấu ở trong bóng tối đây là nghĩ đó là vừa vặn rất tốt có thể xem rõ ràng nhất định là muốn đem hoàng gia bắt lại như thế một loại bộ dáng muốn đâu cái kia là một chuyện hành động vậy liền khẳng định là sẽ có bị phát hiện như thế một loại khả năng như vậy khắc mà nói không phải sao cái này dịp trần cũng là phát hiện đối phương hành tung đối phương đâu đây cũng là phát hiện dịp trần hành tung đối phương đâu đây cũng là hướng về dịp trần trên thân cứ như vậy chào hỏi đi đối phương đâu đây là trong nháy mắt cũng là đem đao hướng về trong khe cửa đưa vào dịp trần đâu cũng là tại trong nháy mắt đây là lui nhanh hướng về sau hướng về sau cứ như vậy cùng đối phương kéo dài khoảng cách khoảng cách này kéo ra về sau, không phải sao, đây là trừng trừng nhìn chầm chầm cái này đối phương nhìn lấy, đối phương đâu, đây là trực tiếp cũng là muối lên cây đao này hướng về dịp trần trên thân cứ như vậy hoàn thành bao trùm. Đây là lần lượt, đao quan kiếm ảnh dáng vẻ, nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại như thế một loại cảm giác, nghĩ đó là khá tốt, có thể xem rõ ràng, không phải là để ngươi có ngày sống dễ chịu như thế một loại cảm giác. dịp Trần lắc đầu, không biết đối phương là từ đâu tới nắm chắc làm sao lại là cảm thấy hắn là cùng hoàng gia người còn lại một dạng có thể nhẹ nhàng như vậy chính là có thể nắm đây đây là mù quáng tự tin như thế một loại cảm giác cái này tự tin quả thực cũng là khiến người ta vô cùng cảm động thật ta giọt dạ dày những thứ này đều không phải là dịp trần hiện tại cần quan tâm sự tình đã đối phương là như thế làm người ta không thích cái kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi trong nháy mắt cái này dịp trần thân hình quả thực cũng là không lùi ngược lại tiếng trực tiếp cũng là hướng về đối phương tới gần đi tới gần mà lên chưởng kích đâu đây là một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần hướng về cái này lồng ngực của đối phương phía trên như thế hoa mắt chào hỏi đi lên đây là lần lượt công kích tinh chuẩn chuẩn trúng đích quả thực chính là muốn đem người đều là cho đánh tàn phế như thế một loại bộ dáng ầm đối phương bị đánh bị đánh đến đây là có điểm một mặt mộng bức như thế một loại cảm giác đây cái này tâm tình thật là bởi vì vì tên đáng chết này nguyên nhân trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn hắn cũng là người có thực lực làm sao có thể là bị đánh đâu sự thật chính là ngươi có phải hay không có năng lực đều là chuyện của ngươi nhưng là giờ phút này lúc này diệp trần muốn đem công kích mời đến trên người của ngươi cái kia chính là chuyện của hắn hắn khẳng định là không phải là để ngươi dễ chịu đây là một trăm phần trăm sự tình phanh phanh âm, um, mấy lần công kích lại đến một lần nữa trúng đích đây là một trăm phần trăm chính là muốn cho đối phương mang đến cái này trí mạng thương tổn cũng là như thế một loại tình huống ta ta thật sự tức giận rồi là sinh khí ngươi có biết hay không người nào tức giận ngươi ngươi là sinh khí rồi sao lại giận rồi đến nói cho ta biết đến bị ngươi đánh cho cái kia là sinh khí ngươi như thế đánh ta kỳ thật cũng chính là không tôn trọng ta ngươi như thế không tôn trọng ta ta có phải hay không là buông tha ngươi vậy ngươi không buông tha ta thì có thể tổn thương ta rồi ngươi làm sao nghĩ dịp trần xuất thủ cũng là nắm cái này đối phương vị trí hiểm yếu như thế đây là gác gao cũng là đem đối phương cho khống chế đối phương trận tròn mắt giờ khắc này lúc này mới đặc biệt ý thức được đáng chết chính mình cũng không phải là gia hỏa này đối thủ cái này đây là khiến người ta bao nhiêu là có chút phiền muộn như thế một loại cảm giác a à. đây không phải khiến người ta vui sướng không phải để cho lòng người tốt như thế một loại tình huống a à. như thế đi xuống đây là khiến người ta có chút tâm loạn như ma a à. không phải sao người loạn thì dễ dàng làm loạn đối phương đâu đây là đã ở vào cái này làm loạn biên giới vậy thì tốt dịp trận lại giúp đối phương tỉnh táo một chút lần này lần tấn mạnh trưởng kích hướng về cái này đối phương trái tim phía trên thì đưa đi lên phanh âm à, lần này một lần trúng đích về sau không phải sao đối phương bị đánh đến đây là quả thực cũng là đặc biệt muốn thổ huyết như thế một loại cảm giác cái này đây là có điểm khó chịu như thế một loại bộ dáng a à. tại sao có thể như vậy như thế đồng dạng cứ thế mãi như thế đi xuống cảm giác này quả thực cũng là khiến người ta thật là rất phát điên a à. ngươi cái phế vật này ta còn tưởng rằng ngươi là phải có bao nhiêu có thế một ánh mắt thì mang đến cho ta tử vong uy hiếp lần lượt đây là muốn đánh ra đến khiến người ta trí mạng cảm giác đến kết quả đây ngươi cũng chính là một chút như vậy tiền độ a à. ngươi thật là là làm ta quá là thất vọng thật thật ngươi không muốn là như thế hung hăng chính là trêu chọc ta đi xuống nghe không tính tình của ta đây là lập tức liền đi lên ầm ừ, không phải sao tính tình của ngươi đi lên công kích của ta cũng đi thì đánh tính khí đã là đi lên ngươi cái này lần lượt triển khai công kích bắt chuyện đi lên không đem ngươi bức cho điên rồi đó là quả thực thì là chuyện không thể nào giờ khắc này đây là triệt để cũng là theo ngươi đòn khiên lên liền sẽ không là để ngươi có quả ngon để ăn cũng là như thế một chuyện ầm lại đến một chút ầm một chút còn tới ầm ta ta sai rồi được hay không ngươi cái này hung hăng làm 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 phù hợp a à, phù hợp nha vô cùng phù hợp nha có vấn đề gì a à? Diệp Trần hỏi, ngươi muốn là muốn hỏi thăm cái gì? Ngươi thì hỏi thăm, thì xong việc, cũng là đơn giản như vậy, ngươi như thế hung hăng công kích ta xem như cái tình huống như thế nào đâu. Ngươi đến cùng phải hay không muốn tình báo, đối phương hỏi, Diệp Trần sờ lên cầm, giờ phút này mặc dù là không có công kích đối phương, nhưng là hắn muốn làm sao công kích, hắn liền có thể làm sao công kích, làm sao công kích đối phương đơn thuần cũng là nhìn tâm tình của mình. Không phải sao? đây là suy nghĩ lấy đến cùng là nên làm như thế nào công kích đối phương mới đúng, đối phương đâu, đây là kinh sợ như thế một loại bộ dáng, rõ ràng là chính mình chủ công, kết quả chính là phát triển đến thế cục này hoàn toàn không phải mình định đoạt như thế một loại cấp độ, cái này, cảm giác này, quả thực cũng là tương đương chính là không tốt. Khiến người ta đó là tương đương phiền muộn A. À. Chương 313, quỳ xuống, sau đó, đối phương liền đem tình báo báo cho cái này Diệp Trần, dịp trần đâu đây là trước tiên thì đi ra trước tiên cũng là hướng về hoàng thiếu gia nơi ở tới gần đi không phải sao cũng có một người đây là tại hoàng thiếu gia nơi ở bên ngoài đây là mai phục nhưng là theo cái này dịp trần đến một lần vừa nhìn thấy đối phương nhất triều lấy trên người của đối phương tới ra tay đối phương đâu đây là bị đánh cho ngồi trên mặt đất nhất thời cũng không cách nào đứng dậy mà đến rồi giờ khắc này cái này dịp trần là không dám có chút bất kỳ trì hoãn đã tìm được hoàng thiếu gia Diệp Trần là cái loại người này mời ta một thước, ta kính người một trượng người, đã hoàng thiếu gia tại cái này ứng đối mới đối mặt hắn là phi thường không tệ. Hắn biết những người này là hướng về phía hoàng gia mà đến đã là chuẩn bị xong muốn đem hoàng gia bắt lại, như vậy, tuyệt đối tuyệt đối là muốn nhắc nhở hoàng gia, theo cái này Diệp Trần một nhắc nhở hoàng thiếu gia, không phải sao, thiếu gia nhất thời cũng là nhắc nhở ông ngoại, sau đó đâu, một chi xuyên vân tiễn hướng về bầu trời cứ như vậy bay đi theo cái này xuyên vân tiễn tại ngày này hư không nổ tung cái này hoàng gia cứ dựa theo bình thường diễn tập một dạng một ngôi nhà cũng là một cái đơn vị tác chiến nhất thời đây là phong bế ở cửa sổ sau đó thì sao đây là nghiêm phòng tử thủ như thế một loại bộ dáng chờ đợi lấy tiếp theo đầu chỉ lệnh đến giờ phút này hoàng thiếu gia dịp trần còn có còn lại những người này đều là ở vào cái này trên nóc nhà không phải sao tại cái này trên nóc nhà tất cả mọi người là như thế xa xa đối mặt chờ đợi cái này ông ngoại ngưng tập hợp một chỗ mệnh lệnh, giờ phút này, một đạo thân hình đã là leo lên lấy cái này dây thừng thì đi lên, giờ khắc này, hắn là hai tay nắm chặt lấy song đao, hai con mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng, nhìn lấy đây chính là tương đương chính là dọa người như thế một loại cảm giác. Nhưng là, ngượng ngùng là, đối phương cái này là hoàn toàn không có hù dọa đến cái này dịp trần là mấy mây cái này dịp trần là đơn thuần cũng là không có quá đem đối phương xem như là một chuyện, không có đem đối phương cho để vào mắt, không đem đối phương xem như là uy hiếp, đối phương đâu, thích như thế nào thì như thế nào, đối phương vui vẻ là được rồi, đây chính là hắn ý nghĩ. như thế một số người bên trong, duy chỉ có cũng là dịp trần như thế càng rỡ. cái này, đây là ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối phương tâm tình, cũng cũng là bởi vì dịp trần thái độ. Đây là nhất thời cũng là để người còn lại đó là có người đáng tin cậy, nhất thời cũng là cảm thấy đám người này cũng không có nhiều dọa người, soát một tiếng, vị này xâm lấn đi lên nam tử đã là hướng về dịp trần chào hỏi tới. Như thế, cái này một cái ý nghĩ, ý nghĩ này cũng là nhất định nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại mới được, đánh cái dạng, chém vết một cái, vết gà dọa khỉ, để người còn lại đây là làm rõ ràng một điểm bọn họ chỗ gặp phải đối thủ là cái gì đây chính là một đám sát thủ, đến thì không phải là vì theo ngươi nói nhăn nói cuội, chỉ cần là ngươi như thế một mực là ngông cùng đi xuống. Những sát thủ này, cái kia là tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không để cho các ngươi có quả ngon để ăn, đây là chuyện khẳng định, sau đó thì sao, cái này thế công như cầu vòng công kích, đích thật là đến, đích thật là nhìn lấy cũng là lão dọa người, cũng chính là hù dọa một chút người. Muốn là thực tế cho cái này dịp trần mang đến bất luận cái gì có chút thương tổn. Cái kia đều tuyệt đối là chuyện không thể nào, bởi vì, dịp Trần thực lực đó là để hắn không thể nào là mắt nhìn thẳng đối phương, không thể nào là đem đối phương cho để vào mắt, không thể nào là đem đối phương xem như là một chuyện, cũng là như thế một loại tình huống, 5 phút đồng hồ, chừng 10 phút đồng hồ, 20 phút, như thế, đây là liền đi qua, dịp Trần hai con mắt nhìn chằm chằm đối phương một chiêu một thức. Đây là cùng đối phương so tài đó là rất vui vẻ. Diệp Trần chơi đùa rất vui vẻ đó là chuyện của hắn, đối phương mẹ nó chính là không phải tới chơi đùa nghịch, không phải, đối phương đây là lần lượt tranh thủ đem Diệp Trần cho xử lý, kết quả đây, kết quả chính là đặc biệt lần lượt thất bại mà thôi, cái này, cái này đổi lại là người nào cái kia cứ thế mãi đi xuống đều gánh không được a. À? Đối phương thật là là hận điên rồi cái này tên đáng chết, cũng không có nghĩ tới vấn đề này lại là đặc biệt phát triển đến dáng vẻ như vậy một loại cấp độ, cái này đặc biệt đây là cho người ta chỉnh đó là có thể khó chịu a à, thời gian nhoáng một cái không phải sao không biết lại là đi qua bao lâu một loại bộ dáng dịp trần công kích đã là triển khai đối phương như thế không buông bỏ cái kia là đối phương lựa chọn hắn không tiện nói gì hắn muốn làm cho đối phương biết đối phương a à, đây là tìm đường chết làm đến đó là không có thể sống như thế một loại cấp độ cho nên hắn nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được cũng là đơn giản như vậy một chuyện, nhẹ nhàng thoải mái, rõ ràng âm um, chưởng kích trúng đích, phanh. Âm, um, lần lượt trúng đích, giờ khắc này, đối phương đột nhiên ý thức được, kỳ thật, gia hỏa này sớm chính là có thể đem chính mình bắt lại, chỉ là cùng chính mình nháo chơi vui đâu, giờ khắc này gia hỏa này như thế một nghiêm túc, cái này đặc biệt, chính mình không là đối thủ của đối phương a, à, như thế đi xuống, cảm giác này không phải chuyện này a, à, ai sẽ là đánh một trận thất bại chiến đấu đâu? Đúng hay không, không phải là đánh thất bại chiến đấu, cho nên làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, không thể như thế làm càng đi xuống, ta hy vọng chúng ta có hay không có thể nói phía trên nói chuyện, nói. Nói chuyện gì? Ta theo ngươi ở giữa có gì có thể nói? Không có gì có thể nói a, à, đúng hay không? Cho nên, ngươi là có ý tứ gì đâu, ta ý tứ cũng là không theo ngươi nói a. À. Sao thế, cái này là rất khó lý giải đi ra a. À? ta chướng mắt ngươi không có cách nào chọn trúng ngươi không đem ngươi cho để vào mắt không có thèm nói được hay không dịp trần nhìn đối phương hỏi đối phương đây là không biết phải làm gì là tốt hung hăng cũng là bị đánh không có năng lực hoàn thủ cái này đã nói lên thực lực của mình đó là đặc biệt không bằng đối phương chính mình thật vất vả đó là đã quyết định tuyệt tâm muốn bán một điểm nhỏ đồng bọn tình báo vì cầu tự vệ kết quả người này cái này còn không có thèm muốn như thế càng rỡ a à một chút cũng là không có thèm biết địch nhân là cái thực lực gì là cái gì bố trí là cái gì an bài là có bao nhiêu vũ khí a à? cái này đáng chết đây là tương đương tương đương chính là làm người tức giận như thế một loại bộ dáng a à? không thể chịu đựng a à? không thể như thế đi xuống a à? đây là không cho ngươi đánh cho đây là kêu cha gọi mẹ không thể nào như thế một loại bộ dáng a à? ầm um, ầm um, ầm um, không phải sao lại là đến như thế một đợt công kích vừa đến chật 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 đánh cho ngươi đây là muốn thổ huyết như thế một loại bộ dáng như thế đi xuống cái này cứ thế mãi đi xuống sẽ chết người đấy không được không thể như thế đi xuống không phải sao đối phương đây là cho dịp trần quỳ xuống như thế đây là thành tín quỳ xuống còn kém là dập đầu cho ngươi chân tâm thực ý đó là biết sai thật là cũng không dám nữa không dám theo ngươi bàn điều kiện giờ phút này lúc này đây là ngươi đặc biệt định đoạt hắn chỉ là hy vọng có thể như thế sống sót cũng là đơn giản như vậy một cái hy vọng xa vời. Hy vọng ngươi cái này là có thể thỏa mãn đối phương a. Chương 314, phiền muộn người chết, thời gian nhoáng một cái, không phải sao, đây là hạ lớn nhất mệnh lệnh mới, phía dưới tầng hầm, bởi vì địch nhân thực lực quá mạnh, những người này, đây là bộ quan đây là ẩn giấu đi, đây là còn tại leo lầu, đều đều không phải là đơn giản đồng dạng khó khăn liền có thể ứng đối mặt hàng, cái kia dứt khoát cũng là tránh né dưới đất tốt làm những người này là leo lầu thành công về sau không phải sao những thứ này hoàng gia người đã là hạ cái này dưới đất tại hạ cái này dưới đất như thế một loại tình huống phía dưới cảm giác này quả thực cũng là làm rùa đen rút đầu ân cũng là không ra khỏi cửa quản ngươi những thứ này đâu ngươi thích tính sao thì tính sao thôi nhiều sự tình đơn giản không phải sao cũng có người thông tri ba vị này cấp dưới còn có nhất tự đạo nhân bên này mấy người này cũng là tại địch nhân này sắp là muốn phá vỡ cái này cửa phòng tình huống phía dưới trực tiếp thì là thông qua cái hầm này cửa ra vào đi vào hơn nữa là đem cửa ra vào đều cho phong bế chết rồi thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này quả thực cũng là khiến người ta có chút phiền muộn dáng vẻ người ta muốn là như thế một mực không đi đâu như vậy bọn họ cứ như vậy một mực vĩnh viễn không mặt trời phải không như thế cũng không cần là chỉ nhìn có thể lên đi cái gì người ta một mực tại nơi này lưu lại, người cứ như vậy một mực tránh né tại này người ta chân phía dưới cũng không thể nào là làm ra đến bất cứ chuyện gì tới là a. À. Diệp Trần còn tìm mạc trứ thiên sáng lên về sau liền rời đi. Nhưng là, nhìn hoàng gia ý tứ này, đây là muốn cùng người ta tiêu hao chiến, như thế, đây là muốn một mực dáng vẻ như vậy tiêu tan dông dài, cái này, như thế quả thực chính là muốn đem người đều là cho bức bị điên như thế một loại bộ dáng, Diệp Trần không thích hợp tiêu hao chiến hắn là cần muốn người rời đi hắn không có có nhiều như vậy thời gian rỗi đi cùng những người này tiêu hao ân ừ, vẫn là làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi cứ như vậy dịp trần được bắt đầu chuyển động dịp trần muốn hành động hoàng gia sẽ không nguyện ý nhưng là hoàng thiếu gia cái này tự mình vẫn là cho dịp trần mở một cái lối đi không phải sao cùng đối phương thương lượng xong một nén nhang mở ra một lần cho nên một nén nhang hai nén nhang như thế một cái suy đoán phía dưới. Diệp Trần chính mình tính toán kỹ thời gian trở về, sau đó đâu, Diệp Trần thì nhẹ nhàng như vậy từ dưới đất xuất hiện, xuất hiện về sau đâu, đây là trừng trừng nhìn chầm chầm cái này 9 giờ phương hướng nhìn lấy, như thế, đây là thì nhìn xem, một câu dư thường ngôn ngữ đều không có nói nhiều như thế một loại bộ dáng, 9 giờ phương hướng, sư, sư, đạo này một đạo thân hình cái này thật là là trong nháy mắt cũng là chui ra, phát hiện nơi này có động tĩnh, cho nên, đây là không có suy nghĩ nhiều, cho nên, đây là trực tiếp liền đến, cho nên, đây là trong nháy mắt như thế một loại tình huống phía dưới, đây là muốn theo người chết như vậy đập đến cùng như thế một loại bộ dáng, phốc phốc phốc, dịp trần cũng là tới gần tới thì xuất thủ, vừa đối mặt công phu thì cho đối phương chỉnh chỉ còn sóc một người. Đối phương đều mộng tệ, cái gì nha đây là, tình huống như thế nào làm sao như thế nào là trong nháy mắt công phu thì còn lại một cái người đây đó là cái cái gì con đường đó là cái cái gì thao tác cái này còn có thể hay không là khiến người ta vui sướng đó là đến chơi đùa đây là cho người ta chỉnh mười phần đó là không vui vẻ như thế một loại cảm giác a à, người không vui thì dễ dàng là làm đi ra so sánh sai lầm quyết đoán đến đối phương đâu đây là tùy thời đều sẽ làm đi ra sai lầm quyết đoán đến a à. đối phương thật là thật là không có chuyện gì là làm không được đó a à. cũng là như thế một chuyện a à. đối phương hai con mắt không phải sao đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này dịp trần nhìn lấy dịp trần đâu cũng là khóa chặt đối phương như thế đây là từng bước từng bước hướng về đối phương liền đi đi như thế một cái tư thế như thế một loại cảm giác như thế đây là hướng về đối phương phải nhờ vào gần sau đó cũng là tuyệt mệnh công kích hướng về trên người của đối phương đây là hoàn thành bao trùm không cho phép ngươi như thế tiếp tục càng rỡ tiếp tục đắc ý đi xuống ngươi nhất định phải là muốn chết cũng là đơn giản như vậy một chuyện giờ khắc này dịp trần đây là xuất thủ nha đối phương thật là là phải bị bứt điên rồi a à. cái này đại ma vương cái này đây là cuối cùng vẫn hướng về tự mình ra tay liền xem như không có nắm chắc hắn dịch hiểu đạo cũng phải là muốn kiên trì kiên trì chịu đựng tranh thủ đây là đem tiểu đồng bọn cho triệu hoán đến a à. đinh đinh đè lên đánh đây là một loại bộ dáng gì cảm giác tùy thời đều là gánh không được tùy thời đều là muốn hết con bê cũng là như thế một loại cảm giác cảm giác này quả thực liền là phi thường vô cùng không tốt chuyện gì xảy ra đem sự tình cho phát triển đến dạng này cái này đây không phải đối phương nguyện ý nhìn thấy a à? cái kia không nguyện ý trông thấy cũng phát sinh như thế đi xuống cái này đặc biệt đây không phải chuyện này a à? cái này đây quả thực là cho người ta chỉnh đó là không như thế nào là vui vẻ như thế một loại bộ dáng a à, tỉnh táo nhất định nhất định là phải tỉnh táo nhất định là phải suy nghĩ kỹ cái này chưa đến tột cùng là cần phải muốn làm sao đi a à, thời gian nhoáng một cái không phải sao đây là quá khứ 2-3 phút giờ phút này đây là đột phá cái này đối phương phòng ngự giờ phút này công kích này đã là hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm như thế đây là không cho đối phương đánh cho đó là thổ huyết quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng, đối phương đâu, đây là đối mặt với cái này đáng chết dịp trần dáng vẻ như vậy công kích, tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến nặng nề lên, hắn dịch hiểu đau thật là không thể chết tại nơi này nha. Khe cắn môi, một phát hung ác, không phải sao, đây là trực tiếp chính là cho dịp trần quỳ xuống, nếu như là có một chút biện pháp, hắn, khẳng định là không dạng này, nếu như là có thể cùng dịp trần ăn thua đủ hắn khẳng định là cùng dịp trần ăn thua đủ giờ khắc này đây là không có biện pháp nào cái này là không thể nào cùng gia hỏa này ăn thua đủ như thế đi xuống cái này đơn thuần cũng là tại cơm mơ nợ chịu chết cái này đây không phải dịch hiểu đào nguyện ý nhìn thấy tuyệt đối không phải cho nên dịch hiểu đào đây là nghĩ có thể đơn giản không theo ngươi như thế nói nhăn nói cuội những thứ này có không có đi xuống ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao, ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng, không phải sao, như thế một chút quỳ. Đây là nhìn ngươi muốn thế nào làm, người ta đều quỳ xuống, ngươi còn giết người ta rồi phù hợp a, à, ta cho ngươi một cái cơ hội, dịp trần hướng về phía dịch hiểu đạo nói ra, địch nhân này bố trí tùy thời đều sẽ cải biến, cho nên, thỉnh thoảng chính là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi không hỏi ý kiến hỏi ra cái này mới nhất bố trí đến, chật chật chật. Kết quả kia, Thật là có thể tưởng tượng được ân nhất định nhất định là còn muốn hỏi đi ra mới nhất bố trí đến mới được cũng là như thế một chuyện như thế Đây là thành thành thật thật thành thành khẩn khẩn đều bàn giao sau đó thì sao cái này dịp trần hai con mắt một mực cũng là nhìn chầm chầm cái này dịch hiểu đào nhìn lấy dịch hiểu đào thật là là hoảng hốt cực kỳ như thế một loại bộ dáng a à? cảm giác này như thế đi xuống cái này có thể thật không phải là chuyện này a à? phiền mùng người chết a à? Chương 315, Thông Thiên Giáo Chủ, sau đó, đây là vượt qua vô cùng dày vào một đêm, một đêm này, dịp Trần thì không có nghĩ qua là buồn ngủ như thế một loại bộ dáng, hắn không ngủ được, chật chật chật, cái này có người là muốn nguy rồi, hắn cứ như vậy chuyên môn nhìn chầm chầm lạc đàn đến ra tay, đây là cho người ta pha trộn một đêm, như thế, đây là muốn đem người ta bức cho điên rồi mới là. Thời gian nhoáng một cái, như thế, đây là không biết đi qua bao lâu, mọi người đây là ngưng tụ tới cùng một chỗ như thế yên lặng cùng đợi đây là trời đều đã sáng nghĩ kỹ sự tình cùng giờ phút này lúc này bày biện ra tới sự tình cái kia là một chuyện a à, không không phải hoàn toàn không phải giờ phút này những người kia hai con mắt trừng trừng nhìn chầm chầm cái này bốn phương tám hướng tùy thời phòng bị cái này diệp trần xuất hiện như thế tiếp tục đi xuống cái kia cũng không phải cái sự tình a à. diệp trần muốn nghỉ ngơi cái kia liền có thể nghỉ ngơi bọn họ đâu đây là thời khắc đề phòng dịp trần ngươi cho rằng người ta ngủ người ta đâu đây là bất thình lình cũng là xuất hiện dù là là không thể nào là đem tổ đoàn các ngươi cho thu thập tối thiểu đó cũng là có thể gậy quấy phân heo một chút ngươi cũng không xác định cái kia là có thể phòng ngự xuống dưới hắn a ngươi vẫn là không dám ngủ chỉ là như thế một cái gậy quấy phân heo cái này đây là cứ thế mà chính là cho mọi người chỉnh đó là không có biện pháp nào như thế một loại bộ dáng dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này không thể nào là chuyện này a à? vấn đề này nhất định nhất định là phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được a à, giờ khắc này đại gia hỏa đây là suy nghĩ liên tục về sau làm được dáng vẻ như vậy một cái quyết định đến ân ừ, vẫn là từ nơi này thoát đi đi cứ như vậy đây là triệt để cũng là từ bỏ xâm lấn kế hoạch ân ừ nếu là xâm lấn không thể nào là thành công cái này còn như thế tiếp tục làm càng đi xuống làm cái gì vậy đâu không bằng thì là nơi nào chơi vui đi đâu đúng hay không nhưng là dịp trần người này bọn họ nhớ kỹ đây là triệt để nhớ kỹ a à, chỉ cần là có cơ hội bọn họ nhất định nhất định là muốn giết chết cái này nhân tài được a à, thời gian nhán một cái thì đến trưa không phải sao cái này hoàng gia là trải qua liên tục xác định như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao những người kia đi ra cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời mà dịp trần cũng là thuận thế mà cũng là cáo từ như thế thì theo thành trì bên trong đi ra vừa mới vừa ra tới cái này một đôi một đôi con ngươi thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chầm cái này dịp trần phương hướng nhìn lấy bọn họ dĩ nhiên chính là hôm qua hành động hôm qua xăm lớn sau đó thì thất bại đối phương bọn họ đây là nghĩ có thể xem rõ ràng không theo ngươi như thế nói nhăn nói cuội những thứ này có không có trực tiếp làm cũng là hướng về trên người của ngươi tới ra tay, xuất thủ cũng là một chút cũng là nghiêm túc, nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại dáng vẻ. dịp Trần cứ như vậy tiếp tục tiến lên, tự nhiên là biết có người nhìn mình chầm chầm, không quan trọng. Đây đều là chuyện nhỏ, hắn, vậy liền đi tới hắn, không quan tâm, không đem những người kia cho nhà trong mắt, như thế, đây là không biết đi qua bao lâu, như thế theo dõi đã là theo dõi không nổi nữa, đạo này một đạo thân hình, đã là đi ra đi ra về sau đâu đây là hiện ra đi ra vòng vây thì bao vây dịp trần một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối như vậy đối phương khẳng định là không sợ chỗ sáng dịp trần bốn phương tám hướng tầm nhìn cái kia là vô cùng vô cùng rõ ràng ngươi cũng không có cách nào tránh né hôm qua tại cái này trong gia tộc một viên ngói một viên gạch ngươi đều có thể sử dụng giờ phút này đây là muốn lợi dụng cái gì sử dụng dưới chân hoàng thổ địa a à? ngươi đã là không có cái gì có thể lợi dụng, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, sau đó thì sao? Lại nhìn cái này dịp Trần, có phải hay không bị những người này cho bao vây, vậy liền sợ hãi, vậy liền bất an, vậy liền nâm nớp lo sợ như thế một loại bộ dáng đâu, không, không, chuyện không thể nào, hắn kiêu ngạo như vậy một người, đó là không lại là đem mọi người cho để vào mắt, mọi người đâu, muốn như thế nào thì như thế ấy, hắn đâu, đây là không hề bị lay động như thế một loại cảm giác. mọi người con ngươi, đây là có điểm lạnh, gia hỏa này, loại cảm giác này, cái này, đây là cho người ta chỉnh cái kia là rất khó chịu bộ dáng a, hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết đều tốt. ngươi như thế nhìn ta làm gì chứ? diệp trần tùy tiện nhìn lấy một vị nam tử hỏi, ta xem ta, sao thế? cái này còn không được a, ngươi còn cần là gật đầu a, ta cần a, ta chính là cần a ta chính là không có gật đầu a à. sao thế rồi ngươi tốt nhất là cho ta tự giác một điểm thật ngươi muốn là như thế một mực cùng ta làm càng đi xuống ngươi có thể là không biết ta sẽ giết ngươi thật là sẽ giết ngươi a à a à, cái kia ngươi giết ta tốt ta như thế ngông cùng người sẽ còn là quan tâm những thứ này có không có cũng không biết ngươi cái này là từ nơi đó nhìn ra được ta gọi thông thiên giáo chủ tiểu thông a rất hân hạnh được biết ngươi Ta là Thông Thiên giáo chủ, là giáo chủ a, tiểu giáo a, ta, Thông Thiên hai tay nắm chặt, người này, đây là luôn có thể là tại cái này vô ý ở giữa chính là muốn đem nghĩ ngươi cho làm phát bực như thế một loại bộ dáng, cái này, cái này đặc biệt thật là nhìn lấy cái này đối phương cũng là tương đương chính là tức giận như thế một loại cảm giác a. Cái này cảm xúc. Trong nháy mắt cũng là biến đến là không khá hơn a, làm sao bây giờ, như thế đi xuống cái này thật là là làm sao làm là tốt phải nghĩ biện pháp như thế giải quyết vấn đề mới được a à, thông thiên ánh mắt nhắm lại đầu tiên là không nhìn người này đây là vừa nhìn thấy người này liền sẽ là không cầm được là sinh khí như thế một loại cảm giác không nhìn lời nói không phải sao tâm tình quả thực cũng là tốt hơn nhiều ầm uhm, nghiêng người đá trúng đích đến tiểu thông trên thân nhìn lần này đây là cho tiểu thông đánh đó là bưng kính thận hướng về cái này bên phải xây dịch hai bộ dịp trận đầu đối với mình đánh lén đối phương sự tình đó là thú nhận bộc trực ân cũng không phủ nhận thừa nhận lại có quan hệ gì ta là đánh ngươi nữa nha có mau bệnh a à. ta nguyện ý đánh ngươi thì đánh ngươi nữa nha quan tâm a à. hiếm có là đưa ngươi xem như là một chuyện a à. ngươi ngươi có ý tứ gì thông thiên nhìn lấy dịp trần hỏi ta có ý tứ gì ta không có gì hay a à. sao thế rồi ngươi đây là ngay tại nhục nhã ta Ngươi không muốn là cảm thấy, ta đặc biệt là nhìn không ra, vậy ngươi xem đi ra thì đã nhìn ra a, à? không quan trọng như thế một loại cảm giác a. À? Có mau bệnh a, à? thiếu niên, ngươi, ngươi muốn là như thế cùng ta một mực lầm càng đi xuống, ta thì bóp chết ngươi, a à a, à? vậy ngươi thì bóp chết ta thôi, không quan trọng như thế một loại cảm giác, ta như thế đắc ý người, ta còn có thể là đưa ngươi xem như là một bàn đồ ăn a, à? tiểu thông, dịp trần cũng là nhẹ như vậy điều cảm giác giờ phút này là, một hồi cũng giống như vậy. Ngươi yên tâm đi. Hắn như thế một cái tìm đường chết đức hạnh đó là vẫn luôn là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chương 316, mệt chết ngươi, thông thiên hai tay, thành trưởng, giờ khắc này, đây là đã là triệt để cũng là nghĩ kỹ, một khi là như thế gần sát ngươi, vậy liền lại là hướng về trên người của ngươi triển khai cái này mười phần chi đáng sợ công kích một khi là cái này thế công như cầu vọng một hiện ra đi ra ngươi cũng chỉ còn lại có như thế một cái súng tràn chết 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 hẳn phải chết không nghi ngờ cũng là đơn giản như vậy một chuyện như thế đây là theo ngươi đòn khiên lên như thế đây là theo ngươi ăn thua đủ đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng không phải là để ngươi có quả ngon để ăn cũng là như thế một chuyện có mau bệnh a à, thông thiên cảm thấy chính mình một khi là đã quyết định tuyệt tâm nảy sinh ác độc chật chật chật. Chính mình thế nhưng là tương đương không dễ chọc, kết quả, người ta trưởng kích, thoải mái mà cũng là đánh vào tiểu thông trên thân, cái kia đều có thể bảo ngươi tiểu thông cũng đủ để mà nói rõ người ta thái độ, người ta cũng là như thế không có đưa ngươi xem như là một chuyện, đáng tiếc là, ngươi cũng nhìn không hiểu, cái kia người ta có biện pháp gì đâu. Có phải hay không như thế một chuyện? Thông thiên lại là bị đánh, cái này, cảm giác này quả thực cũng là bực mình thấu. Chính mình đặc biệt là đến chịu đánh tới, phải không, như thế hung hăng chính là chịu đánh xuống, cái này thuộc nhưng nhìn lấy đâu, là nhìn lấy đâu, không phải nháo chơi vui đó a? À, phía trên, phía trên, phía trên, thông thiên hét lớn, không phải sao, đạo này một đạo thân hình, vậy đơn giản cũng là sưu sưu cũng là hướng về dịp trần trên thân. Làm đi lên, đây là kiên định ý tưởng này, cứ như vậy một cái mục đích, nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại như thế một loại cảm giác như thế trong nháy mắt, đây là muốn đem Diệp Trần đánh cho đó là kêu cha gọi mẹ, phanh phanh âm thanh vang lên, Diệp Trần cùng hắn hai vị hộ vệ xuất thủ, là, nơi này thật là không có che lấp, không còn có biện pháp gậy quấy phân heo. Nhưng là, ban đêm gậy quấy phân heo là bởi vì đám người này đây là phân tán quá mở, chỉ có thể là như thế từng cái đánh tan, gọi là từng cái đánh tan, đối phương cuối cùng là ngưng tụ tới cùng một chỗ. Cái kia Diệp Trần cũng cũng chỉ phải tiếp tục tìm cơ hội, từng cái đánh tan. Cũng không phải sợ hãi người ta, chưa bao giờ là sợ hãi qua người ta, cho nên khi đối phương như thế nắm chắc mười phần. Ban ngày đến một lần thời điểm, đối phương tự nhận là đối phương là thắng lợi trong tầm mắt, nhưng kỳ thật, căn bản không phải như thế một chuyện, đối phương cái kia là có một chút thắng lợi như thế một loại khả năng A, dịp trần như thế đắc ý người, cái kia là có làm cho đối phương thắng lợi có thể sao, rõ ràng, không có dịp trần lạnh nhạt nhìn lấy thông thiên thông thiên bị dịp trần cho nhìn đó là hoảng hốt một thớt cái này đây là bị đại ma vương cho khóa chặt như thế một loại cảm giác giờ khắc này đây là có lấy một loại không thể nào là không biết sao đến đối phương là mảy may cảm giác a à, tỉnh táo nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được cứ như vậy thông thiên bên này đây là làm được dáng vẻ như vậy một cái quyết định đến thoát đi đi không cùng gia hỏa này như thế tiếp tục nói nhăn nói cuội đi xuống ân, từ nơi này thoát đi đi, bỏ trốn mất dạng, cứ như vậy, kế hoạch đây là tại cái này lời thề son sắt, nắm chắc mười phần như thế một loại tình huống phía dưới mà triển khai, triển khai về sau đâu, chật chật chật, đây là hoàn mỹ thất bại, tự như là phía trên cột đến mất mặt như thế một loại cảm giác một dạng. Thật là là tương đương tương đương chính là mất mặt, thông thiên hai con mắt, trừng trừng nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy, đây là nhận chuẩn, đây là khóa chặt, đây là tùy thời đều sẽ hướng về gia hỏa này trên thân tới ra tay như thế một loại bộ dáng, rút lui, nhìn như muốn theo ngươi ăn thua đủ, kết quả, trực tiếp cũng là chạy, lười nhát truy, mặc kệ đối phương là khéo léo tự thoát đi vẫn là như thế quan minh chính đại chân thật thoát đi. Cái này dịp trần đều không hiếm có đuổi theo đối phương, có thời gian rỗi không bằng đi làm điểm nghiêm chỉnh sự tình, sau đó, cái này tiếp tục lên đường, không bao lâu về sau, không phải sao, đây là tới đến hoàn thành, hoàn thành đến nơi này đây chính là bắc mạc phồn hoa nhất địa phương không phải sao nơi này cho người cảm giác vậy đơn giản cũng là sẽ kín người hết chỗ một chỗ muốn là kiến thiết đến người lưu lượng to lớn là tốt cũng là không tốt may ra tại mọi người đều ngưng tụ ở nơi này lợi dụng được thì có sản xuất có sản xuất thì có cái này tiền tài tiền tài cùng sản xuất là móc nối mà không tốt cũng là ở chỗ những người này rất dễ dàng tiếng oán than dậy đất, sản xuất phải dùng sản lượng đến đổi. Người ta cho ngươi sản lượng cũng chính là một ngày ba bữa ấm no lấp có như thế một cái chỗ ở mà thôi. Một cứ duy trì như vậy là được vài chục năm, nàng dâu cũng là không cưới nổi, bất động sản cũng là đặt mua không được, như thế một khi là bị người ta cho xem thấu, chật chật chật, rất dễ dàng cũng là đem danh tiếng đều cho cả xấu, cũng là như thế một chuyện, bất quá những người này ở đây cùng với chi không dễ chịu tình huống phía dưới liền sẽ là vòng qua quan phương từ đó là tự mình giao dịch đây đối với cái này diệp trần mà nói ân là có chỗ tốt bất quá giờ phút này không nhắc tới diệp trần bọn người đây là đi tại cái này trong hoàn thành không nhìn thấy cái này tự mình giao dịch phiên chợ thời gian không tới cái kia vẫn là phía trên cây trong rừng đi xem một chút hoang dại tốt cái này hoàn thành không phải là đem rừng cây đem sa mạc đều bao trùm tiến đến hoàn thành đó là triệt để cũng là dưới tường thành cũng là lục địa mỗi một khối lục địa đều là cho sử dụng lên đều là cho khai phát lên không phải sao đây là theo cửa lớn phía tây ra đến rồi cửa lớn phía tây vừa ra tới cũng là từng mảnh rừng cây đây là không có nghiêm túc đường bình thường đâu cái kia chính là bệ hạ từ nơi này đi ra đi đi săn nơi này bệ hạ vẫn chưa là có như vậy một loại vừa ra tới thì bấy nhiêu cá nhân thì phong đường mau bệnh bệ hạ thao tác cũng là cùng dân cùng vui cùng người dân cái kia là bình đẳng, trở lại chuyện chính, không phải sao, vừa vừa mới đi vào đến rừng cây, nói là cái này cần đồ vật đó là không nhìn thấy, nhưng là, đây là nhìn thấy chuyện không tốt đâu, như thế một đám người, nhìn cái này hóa trang, hẳn là giặt núi, đám này giặt núi đâu, đây là bao vây mặt khác một đám người hơn nữa là cần phải giao phong một hồi. Giờ phút này, cái này mặt khác một đám người chỉ là còn lại hai cái bảo tiêu cùng một vị đại tiểu thư, bảo tiêu không dùng được, cho nên giờ phút này đối phương như thế vừa ra tay chật 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 trực tiếp cũng là đem bảo tiêu trái tim cho đâm xuyên qua như vậy chỉ còn sóc đại tiểu thư đối phương cái này là chuẩn bị đem đại tiểu thư cho mang đi đến mức đại tiểu thư này tài vụ tự nhiên cũng là tịch thu nàng đâu có thể là làm một cái áp trại phu nhân còn có thể là trực tiếp cũng là đưa đến di hồng lâu dáng vẻ như vậy địa phương đi trực tiếp cũng là bắt đầu nghiêm chỉnh làm việc đến cùng là cái gì vận mệnh liền phải là muốn nhìn đối phương hiểu chuyện không hiểu chuyện, đối phương nếu là biết tới sự, đem đại đương gia cho dỗ dành đó là ngoan ngoãn. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đây là trúng tuyển biến thành cái này đại đương gia phụ nhân, nếu như qua, ngươi đây là một chút cũng là không có nghĩ qua là phải thật tốt hầu hạ người ta, vậy ngươi liền lên di hồng lâu đi hầu hạ còn lại nam nhân, một ngày hầu hạ mười cái, mệt chết ngươi. Chương 317, Hồ Lão Tam, không phải sao, giờ phút này, cái này một giây, dịp trần đâu, đây là xen vào việc của người khác cũng là đi ra ngoài, đi ra ngoài về sau, đây là không quan tâm đối phương có phải hay không phát hiện hành tung của hắn, trực tiếp cũng là đem đau cho rút ra. Vấn đề này, nếu như nói cái này dịp trần không nhìn thấy, cái kia cùng hắn không có một phân tiền quan hệ, nhưng là hắn nhìn thấy, vậy liền không đồng dạng, vậy liền cùng hắn có quan hệ, khẳng định là muốn quản mặc kệ cái này đối phương là hướng về phía hắn tới không là hướng về phía hắn tới, hắn thì không thể gặp loại này người không đi nghiêm trang nói đường, nếu như trên thế giới này đều là loại này động một chút thì là dựa vào đoạt tới sinh tồn người, chật chật chật. Thế giới này cái kia cũng không cần trật tự, loại này người, thật, vậy cũng không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp xử lý thì xong việc, những thứ này kẻ cướp đã là đã nhận ra sau lưng động tĩnh như thế đây là nhìn chồng chọc vào cái này Diệp Trần nhìn lấy, như thế, đây là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn hướng về Diệp Trần trên thân tới ra tay, thật, giờ khắc này. Đây là khóa chặt Diệp Trần như thế một loại cảm giác, nghĩ đó là khá tốt, có thể xem rõ ràng, nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng, sau đó thì sao, lại nhìn cái này Diệp Trần, Diệp Trần là đem đối phương xem như là một chuyện A, rõ ràng là chuyện không thể nào nha, phải tay nắm chặt lấy chui đao cứ như vậy múa vài cái xem như đang hù dọa đối phương đi soát 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 lần này lần quả thực cũng là hổ hổ sinh phong nhìn lấy đây chính là tương đương chính là dọa người a à. đây là muốn đưa ngươi dọa cho hù chết như thế một loại cảm giác a à. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn đưa ngươi bắt lại a à. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu soát 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 không phải sao đây cũng là một vòng dịp trận đây là kích thích đối phương tại bọn họ những thứ này thổ phỉ trước mặt chơi đau đúng không bọn họ là thân phận gì bọn họ thế nhưng là thổ phỉ a à? thổ phỉ vũ khí là cái gì cái kia chính là đau thương gậy gộc a à? được được đắc ý đúng không vậy thì tốt quá đây là nghĩ kỹ nhất định nhất định là muốn để ngươi kiến thức một chút người ta lợi hại người ta một khi là lợi hại lên chật 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 cái kia thật là là muốn hù chết ngươi như thế một loại cảm giác a à? kết quả Kết quả chính là cái này dịp trần cũng không hiếm có là đem đối phương xem như là một chuyện, cũng là như thế không tôn trọng người một loại cảm giác, tính sao đi, xoát, xoát, đạo này một đạo thân hình, đã là hướng về cái này đáng chết dịp trần, vọt lên đi, đây là nhất định nhất định là muốn đem dịp trần bao phủ lại tại trong đó. Đây là nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại, đây là nghĩ kỹ, liền phải là muốn đem dịp trần đưa xuống suối vàng, thiên vương lão tử tới. Cái kia cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đinh, đinh, kết quả đây, đây là cùng người ta suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống như thế một loại bộ dáng, người ta đây là nghĩ hảo hảo mà. Cuối cùng đó là phát triển đến như thế một loại bộ dáng, cái này, cái này thật là là cho người chỉnh đó là tương đương chính là khó chịu như thế một loại cảm giác, cái này đặc biệt, đây là khiến người ta không phải rất thư thái như thế một loại cảm giác a, à, 10 phút đồng hồ. Đi qua, gần 20 phút, đi qua, nhìn ra được, một người này, đó là thoải mái mà cũng là đến cản lại một đám người công kích. Cũng cũng là bởi vì một người này vẫn chưa là hù chết người đến hạn gì đồng dạng cấp độ, những người này cảm giác đâu, vẫn có chút hy vọng, cho nên cứ như vậy một mực cùng đối phương tiếp tục dặn có nữa, nhưng kỳ thật, đối phương căn bản chính là không có hy vọng nha, không phải sao, dịp trần giờ phút này đã là triển khai phản sát, cái này phản sát vừa mở ra chật chật chật, cái kia thật là là khiến người ta nhìn lấy cũng đã là tê cả da đầu được chứ, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, cảm giác này, cái kia liền sẽ không là có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng, đây là chuyện khẳng định, dịp trận hai con mắt, như thế, đây là cùng ra đa một dạng nhìn chầm chầm cái này đối phương nhìn lấy. Đối phương đâu? Đây là một mực cũng là tại mưu đồ lấy cái này tất sát nhất kích trực tiếp cũng là đem tên đáng chết này bắt lại nghĩ đó là khá tốt, đáng tiếc là, gia hỏa này rõ ràng cũng là phát hiện, cho nên một mực cũng là khóa chặt cùng hắn, như thế đi xuống, cảm giác này cũng sẽ không là có cơ hội đánh lén A, à. vậy dứt khoát là cùng gia hỏa này như thế nói phía trên nói chuyện tương đối tốt. Ta muốn theo ngươi câu thông một chút, ừm, biết, Diệp Trần gật đầu, đối phương đây là bị một tiếng biết cứ như vậy cho đánh ra, cái này tâm tình làm sao có thể là du nhanh được nổi, hắn gần nhất một mực tại nỗ lực, bởi vì, hắn muốn làm tam đương gia, hôm nay chuyện này muốn là thành, đưa nữ nhân đi lên, hắn hồ lão tam tam đương gia thân phận cũng là xác định. Mà, một khi là bị cái này đáng chết dịp trần cho pha trộn, kết quả này, thật là có thể tưởng tượng được. Không phải sao, một đôi mắt trừng trừng nhìn chầm chầm cái này dịp trần sau lưng nhìn lấy, cảm giác này, tự như là nhìn thấy cái gì khiến người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật một dạng, dịp trần đâu, theo cái này ánh mắt của đối phương hướng phía sau nhìn đi giờ khắc này hồ lão tam cái này là bất kể ngươi những thứ này trực tiếp thì là một thanh đại đao mảnh nắm chặt chui đao cứ như vậy hướng về diệp trần trên thân quạt hô tới lần này hai lần ba lần cái này gào thét mà tới cái này hổ hổ sinh phong cảm giác chật 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 đây là muốn đưa ngươi bức cho điên là bức bị điên như thế một loại bộ dáng a lại nhìn cái này diệp trần quả ngươi những thứ này đâu ngươi liền xem như thành công để hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng lại là có thể làm gì đâu, cái này liền có thể đem hắn cho như thế nào như thế nào. Quả thực chỉ là có chút ngây thơ được chứ, suy nghĩ nhiều quá được chứ, ấu trĩ vô cùng được chứ, không phải sao, giờ khắc này, đây là trực tiếp cũng là thế công như cầu vọng đến, như thế, đây là nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng, như thế, ta muốn giết ngươi, giết ngươi nha, hồ lão tam hét lớn, sau đó, có phải hay không thành công? Người ta, một cái nghiêng người, lần thứ hai nghiêng người, lần thứ ba, vẫn là nghiêng người, lần thứ tư, hoàn toàn như trước đây là nghiêng người, nếu là chiêu số có tác dụng, cái kia cứ như vậy một mực dùng xuống đi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đây là triệt để như thế cũng là theo ngươi đòn khiên phía trên nở hoa một loại bộ dáng, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. Không cho ngươi cả hỏng mất, cái kia liền không khả năng, cũng là như thế một loại tình huống, hồ lão tam hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, hắn nói với chính mình, tỉnh táo, ân, không nếu như bị tên đáng chết này cho hai bên bộ dạng này cũng không thích hợp, bộ dạng này cũng không tốt, không phải sao? người ta đã là triển khai phản kích a, à, cái này phản kích, nhìn lấy đây chính là tương đương dọa người như thế một loại bộ dáng. lần lượt bắt chuyện đây. chương 318 quản ngươi những thứ này, hồ lão tam đây là theo trên thân đem ra như thế một vật, đây là xuyên vân tiễn cổ đại dùng để triệu hoán viện binh duy nhất đồ tốt, vật này cái kia là có thể đánh vào đến bầu trời, cái nhà này tin tức, cái nhà có thể đọc hiểu, bởi vì pháo hoa đầu nhập phân lượng không giống nhau, cho nên, cái này nổ ra đến đồ vật cũng là không giống nhau. Cũng chính là không giống nhau đồ vật đại biểu cho cái này không giống nhau ý đồ, cũng là như thế một chuyện, cho nên, cái nhà cái này xuyên vân tiễn một khi là lấy ra, cái này không giống nhau xuyên vân tiễn thả ra ngoài còn là không giống nhau ý tứ giờ phút này ý tứ này thật là phỏng đoán cũng có thể phỏng đoán đi ra một hai ba đến đơn giản cũng chính là hướng về bên này tập kết cái kia dịp trần là sợ đối phương a mỗi một ngày dịp trần hai con mắt đó là tràn ngập cuộc cường nhìn chầm chầm cái này đối phương nhìn lấy ân đây là chỉnh chạc đàng hoàng thì không đem ngươi cho để vào mắt có mau bệnh a hồ lão tam hít sâu một hơi người này đây là tốt đặc biệt là cuộc cường như thế một loại cảm giác a đây là khiến người ta nhìn lấy cũng là vô cùng khó chịu như thế một loại bộ dáng cái này đây là tâm tình quả thực chính là không có biện pháp tỉnh táo đến xuống như thế một loại bộ dáng đây là bởi vì đối phương quan hệ hận không thể chính là muốn bạo tẩu dáng vẻ cuối cùng hồ lão tam đây là trải qua tự mình thuyết phục về sau như thế đây là ấn đề lại chính mình tất cả cử động đừng hốt hoảng nhất định nhất định là không nên hoảng hốt đây chính là hắn giờ phút này ý nghĩ lúc này mặc kệ là xảy ra chuyện gì tình huống nhất định là muốn trầm ổn nhất định là muốn vững vàng cũng là đơn giản như vậy một chuyện có thể hay không là trò chuyện chút đâu hồ lão tam nhìn lấy diệp trần hỏi không thể a à, ta làm sao có thể là trò chuyện chút người đâu ta như thế ngông cuồng đúng hay không thật tốt thật là thật tốt nghĩ kỹ liền phải là muốn như thế cùng ta làm càng đi xuống đúng không hồ lão tam hướng về phía diệp trần phát ra hỏi thăm Diệp Trần lường đối phương liếc một chút thì hướng về tiểu khuê nữ đi đi, ngươi vẫn tốt chứ, Diệp Trần nhìn lấy tiểu khuê nữ hỏi, ta gọi mông mông, tiểu khuê nữ hướng về phía Diệp Trần đưa tay phải ra, Diệp Trần cùng đối phương nắm tay một chút. Cái này đối phương móng vuốt thật sự chính là tuyệt không phải bình thường chính là mềm đâu, đây quả thực là cùng xương sụn chính một dạng đây này, dáng vẻ như vậy một cái móng vuốt, cái này muốn là mỗi ngày cũng có thể nắm, cảm giác này tốt bao nhiêu nha, không phải sao, Diệp Trần vội vàng cũng là lắc đầu hất ra mấy cái này suy nghĩ lung tung, mong mong tự như là biết cái này Diệp Trần ý nghĩ một dạng. Khuôn mặt tử, thật là trong nháy mắt cũng là hồng quả quả lên, đây là một chút cũng là không có ý tứ đi xem Diệp Trần, như thế một trì hoãn công phu, không phải sao, cái này viện binh tới, thật, cái này hồ lão tam chưa bao giờ là gặp qua như thế càng rỡ một người, mặc dù đối phương chạy không thoát, nhưng là đối phương không biết a à, đúng hay không, đối phương đây là liền chạy cơ bản nhất cử động đều là không có cảm giác này cái này là hoàn toàn đơn thuần cũng là không có đưa ngươi cho xem như là một chuyện như thế một loại ý tứ cái này đây cũng quá khinh người một điểm a thì chưa từng gặp qua như thế làm người tức giận mặt hàng a quả thực cũng là khiến người ta đó là tương đương chính là phát điên như thế một loại bộ dáng lại không biết là phải nói chút cái này đối phương cái gì là tốt đều thật là tuyệt không phải bình thường chính là phiền muộn như thế một loại cảm giác được rồi được rồi không so đo như thế tính toán đi xuống cái kia cũng không có bao nhiêu ý tứ ân ừ, không muốn cùng đối phương như thế tính toán đi xuống hiện tại cái này hồ lão tam tiểu đồng bọn đã là đúng chỗ cái này thật là là một đôi một đôi con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm cái này dịp trần nhìn lấy khi dễ dịp trần quả thực chính là không có bất kỳ độ khó khăn bọn họ tin tưởng nhiều người như vậy khi dễ một người đó là cùng chơi vui một dạng dễ dàng, Diệp Trần ba vị hộ vệ còn có nhất tự đạo nhân cũng là không có bất kỳ cái gì mập mờ cũng là tới gần đến bên cạnh hắn, bảo hộ hai người có vấn đề a, à. Diệp Trần nhìn lấy bảo hộ nhất tự đạo nhân chế định bảo tiêu mở miệng hỏi thăm. Đối phương lắc đầu, nếu như đối thủ là vô cùng lợi hại mặt hàng, có thể là có chút vấn đề, nhưng là đối thủ chỉ là những thứ này thổ phỉ, chân tâm thực ý là không có đem đối phương cho để vào mắt thật là không cảm thấy những thứ này thổ phỉ có thể uy hiếp được hắn cái gì, một mình hắn, muốn nói là một bên chiến đấu một bên bảo hộ, đó là quá sức. Đơn thuần chỉ là bảo vệ, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn a à. cái kia, nếu là một cái đã là gật đầu, không phải sao, cái này dịp trần chuẩn bị kỹ càng chính là muốn mang theo mặt khác hai cái đem cái này hồ lão tam đoàn đội cho như thế cho một mẹ hốt gọn, ân, nghĩ đó là khá tốt nhất định 100% liền phải là muốn ra tay độc ác, hạ tử thủ như thế một loại cảm giác. Cục, hồ lão tam hai tay nắm chặt trở thành song quyền, không phải sao, đây là phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt thanh âm, nắm chặt, tiếp tục dùng lực nắm chặt. nghiến răng nghiến lợi phía dưới hận không thể chính là muốn đem dịp trần cho đặc biệt triệt để chính là cầm súng đều tốt, chưa bao giờ là gặp qua dậy như vậy mặt người vô sĩ, hôm nay đây coi như là thêm kiến thức, đúng không? Được, được, được đã đối phương như thế không có tư cách còn sống cái kia đặc biệt đây là nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được a à, như thế đây là không biết đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng đạo này một đạo thân hình hoàn toàn chính xác đã là hướng về cái này dịp trần thì vọt tới tới gần đi lên công kích cũng là hướng về trên người hắn triển khai nhưng là kết quả đây có phải hay không liền thành công đây hiện tại mà nói diệp trần muốn trốn tránh liền có thể tránh né một hồi sẽ chật 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 muốn phản kích liền có thể phản kích dài như vậy này trước kia đi xuống đây là mới sẽ không là đem đối phương xem như là một chuyện cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng có vấn đề gì a à? Không có tật xấu đúng hay không dịp trần cái này là hoàn toàn đem cục thế cho nắm giữ tại trong lòng bàn tay ân ừ, đây là muốn làm sao đến ấy thì làm sao tới đây là muốn như thế nào ấy thì như thế ấy đây là kiên định ý tưởng này liền phải là muốn như thế đi xuống còn có thể là quả ngươi những thứ này ầm nghiêng người đá không phải sao phản kích triển khai vừa mới vậy cũng là tránh né giờ phút này đây chính là triển khai phản kích phản kích cùng tránh né cái kia là một chuyện a à. phản kích chật 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 đây là cho người ta chỉnh đó là không có một điểm biện pháp nào phản kích thật là khiến người ta rất phát điên dù sao đâu thế cục này dịp trần là không quan trọng thì nhìn đối phương, nhìn đối phương là có cái gọi là vẫn là không có cái gọi là. Dịp trần hai con mắt, như thế thẳng không lăn trèo lên nhìn chầm chầm cái này đối phương nhìn lấy, kích thích cái này đối phương nội tâm, quả ngươi những thứ này. Chương 319, chung quy gánh không được, rút lui, rút lui a à, hồ lão tam cuối cùng đó là làm ra tới chính mình hoàn toàn cũng là không muốn làm sự tình, cái kia chính là rút lui, rút lui đại biểu cho, Ngươi đây là xuất từ thật lòng sợ đối phương, ngươi đây là không muốn cùng đối phương như thế làm càng đi xuống. Ngươi cái này là chân tâm thực ý muốn là cùng đối phương tốt như vậy nói dễ thương lượng, hảo hảo mà cũng là đến câu thông, cũng là như thế một chuyện. Dịp trần hai con mắt thẳng không lăn trèo lên nhìn chầm chầm cái này chín giờ phương hướng nhìn lấy, không phải sao? Đây là nhìn lấy cái này trong bóng tối theo dõi, đây là muốn nhìn xem, đối phương đến cùng là muốn tìm chết đi xuống đâu? vẫn là như thế hiểu chuyện một điểm lựa chọn thoát đi đối phương đâu đây là suy nghĩ liên tục về sau lựa chọn thoát đi cái kia tiếp tục lên đường tốt không phải sao dịp trận mấy người tiếp tục tại trong rừng cây tìm vận may không có đụng phải mong mong đâu một người quá nguy hiểm cái kia liền dứt khoát là theo chân tại cái này dịp trận bên người tốt cũng không biết đối phương là muốn tìm cái gì không phải sao cái này vẫn là theo cái này dịp trần tìm không thấy cái kia liền dứt khoát là trở về tốt không phải sao dịp trần bọn người đây là hướng về thành trì phương hướng phi nhanh đi tại cái này cửa thành miệng cái này thật là là quản lý đến cái kia là nghiêm khắc vô cùng không phải sao đây là từng cái từng cái quả thực còn kém là muốn soát người đây là hoàn toàn không cho ngươi đơn giản như vậy thì trà trộn vào đi nơi này quả thực cũng là cùng cửa đông cái kia là hết toàn cảm giác không giống nhau không giống nhau là có nguyện ý đâu giờ phút này đối phương đây là một bên nghiêm ngặt kiểm tra một bên đây là tại sàn chọn nguồn cung cấp lính cái này muốn đánh trận như vậy binh lính cần thì nhiều tiêu hao thì nhiều vậy thì phải là muốn chuẩn bị một chút nhưng là bởi vì bây giờ còn chưa bắt đầu đánh cái này chuẩn bị đều là độ chính xác cao đầu binh sĩ phổ thông đó là muốn không phía trên không phải sao tại cái này đối phương nhìn thấy dịp trần về sau thật đây là liếc một chút cũng là đem dịp trần cho coi trọng đem dịp trần cho chọn trúng, đối phương cảm thấy dịp trần đây là phù hợp đối phương tiêu chuẩn, người còn lại đều đi vào, không phải sao? cái này nhất tự đạo nhân cũng tiến vào, mông mông cũng tiến vào, ba vị bảo tiêu cũng tiến vào, nhưng là duy chỉ có cũng là dịp trần như thế liền bị đối phương cho giam lại, giờ phút này đạo này một đạo thân hình hướng về cái này dịp trần bao vây đi, điều bộ này, cảm giác này, không phải rất thích hợp dáng vẻ nha? Diệp Trần cũng không biết đối phương đây là muốn phát cái gì thần kinh, làm sao lại là đem hắn cho bao vây lại đâu? Đây là có bệnh vẫn là cái tình huống như thế nào, đơn thuần chỉ là có chút nhìn không hiểu như thế một loại bộ dáng đây, cái kia, Diệp Trần liền hẳn là còn muốn hỏi xem rõ ràng. Nếu không có thể thật là có điểm không phải rất yên tâm như thế một loại bộ dáng đây, có chuyện a, à, Diệp Trần một bên lui lại vừa nhìn đối phương hỏi, là dáng vẻ như vậy, lập tức a. À thế giới này chính là muốn không hòa bình không hòa bình vậy làm sao bây giờ chúng ta cần chiến sĩ bảo hộ người nhà của chúng ta một phương thái bình ân ừ, ngươi đây đây là bị chúng ta cho chọn trúng tới đi làm chiến sĩ đi không làm được hay không đâu vậy liền không phải do ngươi vậy ngươi đây không phải bắt lính a ngươi muốn là dài đến không đủ lớn mạnh ta cũng không bắt ngươi a cái kia ngươi thật sự là thanh niên khỏe mạnh ta mới có thể là bắt ngươi a ngươi nói có đúng hay không như thế một chuyện ta nói lấy a à, bắt lấy ra lệnh một tiếng mọi người đâu đây là trong nháy mắt thì xuất thủ xuất thủ cũng là hướng về cái này dịp trần bắt tới dịp trần đâu đây là trực tiếp cũng là tận dụng mọi thứ hướng về cái này mọi người trong khe hở chui ra ngoài chui ra ngoài về sau cảm giác này quả thực cũng là co cẳng liền chạy đây là phân phúc liền phải là muốn từ nơi này bỏ trốn mất dạng tình huống đâu cái kia chính là như thế một loại tình huống phân phúc liền phải là phải thoát đi thành công, còn có thể là quản ngươi những thứ này, sư, sư, đạo này một đạo thân hình, kiên nhẫn cũng là đuổi theo, chủ yếu. Cái kia chính là mặt mũi, đây là mất mặt như thế một loại tình huống, gia hỏa này, như thế lơ đến liền chạy, đây quả thực là cho mọi người chỉnh vậy là không có mặt mũi, tương đương không có A, à. không thể nào là như thế tiếp tục dung túng gia hỏa này đi xuống, nhất định nhất định là phải thoát đi thành công mới được, gia tốc vẫn là gia tốc một mực gia tốc đây là kiên định ý tưởng này ân ừ, liền phải là muốn chạy còn có thể là quản ngươi những thứ này sau đó thì sao đám người này cũng là kiên định ý tưởng này liền phải là muốn truy nhưng là có thể đuổi được cái này diệp trần vậy cũng là phượng mau lân giác mà thôi không phải sao đây là một đôi một đôi con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là muốn đem cái này cẩu vật bắt lại như thế một loại bộ dáng, không phải là để hắn có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng, không phải sao, trong nháy mắt, cũng liền chỉ là còn lại như thế một người sĩ quan vẫn là tại cái này kiên nhẫn truy kích bên trong, hắn những đội viên này cũng sớm đã là gánh không được, cũng sớm đã là từ bỏ, như vậy, chỉ có một cái truy binh. Giờ khắc này, Diệp Trần làm gì là muốn như thế tiếp tục dung túng đối phương xuống dưới. Diệp Trần dứt khoát cũng là đã ngừng lại thân hình này, đã ngừng lại về sau, trừng trừng nhìn chầm chầm cái này đối phương nhìn lấy, cái này một đôi mắt, quả thực cũng là tràn ngập cái này lạnh lùng một loại cảm giác, ân, đây là thắng chắc, tùy thời cũng có thể hướng về trên người của đối phương đến ra tay. Đối phương đâu? Muốn là hiểu chuyện một điểm, tốt nhất là giờ phút này lúc này như thế từ bỏ được rồi, quân quan không nghĩ tới thuộc hạ của mình lại là không đuổi kịp, cũng không quan tâm, đuổi được đuổi không kịp, cái kia không quan trọng, hắn có thể đem Diệp Trần bắt lại, đây chính là hắn đối phán đoán của mình, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, Diệp Trần cũng đã nhìn ra. Người này, đây là một cái có hoàn toàn chắc chắn, có 10 phần tự tin cẩu vật, gia hỏa này cái này là chuẩn bị như thế một mực tự tin đi xuống, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, ân, kiên định ý tưởng này, như thế liền phải là muốn theo ngươi ăn thua đủ, cũng là như thế một chuyện không có thèm là đem đối phương cho để vào mắt, đây chính là dịp trần tác phong. Ngươi đắc ý, chuyện của ngươi, ngươi ngông cuồng, chuyện của ngươi, ngươi không đem hắn xem như là một chuyện, chuyện của ngươi, phanh, ầm, hai người giao phong, đây là theo lẫn nhau đều là không lùi bước cho nên cứ như vậy cứng đối cứng ở cùng nhau, trong chấp nhoán này, quân quan lúc này mới ý thức được, chính mình coi trọng chọn trúng gia hỏa, cái kia đích thật là so với chính mình suy nghĩ còn muốn tới lợi hại tráng hán cũng là chính mình coi trọng chọn trúng đối phương nguyên nhân nếu như đối phương chỉ là cư dân bình thường chính mình nhiều không phải là nhiều nhìn đối phương liếc một chút như thế một loại bộ dáng cái kia hiện tại đây là phải làm gì tự nhiên là muốn thu thập đối phương một lần một lần ra tay độc ác cũng không tin đối phương là có thể như thế một mực gánh vác được đi xuống hừ chung quy là có đối phương gánh không được sau đó chính là muốn hướng về chính mình cầu xin tha thứ thời điểm Chương 320, Mễ Lạc, 5 phút đồng hồ, như thế liền đi qua, 10 phút đồng hồ, như thế cũng đi qua, quân quan gánh không được, hắn một mực cũng là đang chờ đợi gia hỏa này gánh không được, gia hỏa này kháng trụ, hắn đặc biệt, đây là gánh không được, đó là cái tình huống như thế nào a, à, cái này, đây là có điểm khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải như thế một loại cảm giác a. À. Lại là một kích đây là trực tiếp cũng là tại sĩ quan này không có cách nào ngăn cản như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao đây là hướng về quân quan trên lòng ngực hung hăng nền tới chỉ nghe thấy phịch một tiếng trọng kích tới đây là đánh cho sĩ quan này không thể nào là như thế tiếp tục truy kích đi xuống sau đó đâu cái này diệp trần cũng là gia tốc phía dưới lập tức liền là từ nơi này rời đi nhưng là chân trước diệp trần đi chân sau sĩ quan này cấp dưới thì đuổi tới bọn họ chỉ là không đuổi kịp hai người kia không có nghĩa là bọn họ từ bỏ, quân quan trì hoãn như thế một hồi biết công phu, bọn họ cái kia là có đầy đủ thời gian xong tới, đáng tiếc là không có bắt kịp gia hỏa này còn tại thời điểm, mà, quân quan ra lệnh cũng là truy. Cho dù là muốn đánh đổi một số thứ, cũng phải là muốn truy, không phải sao, trong những người này một vị chiến sĩ hắn theo trên thân đem ra một viên thuốc tử. Sau đó cũng là nuốt vào, viên thuốc này nuốt vào thời điểm hắn thì liền xông ra ngoài cái này lao ra tốc độ trên cơ bản là hắn tốc độ nhanh nhất nhưng là theo viên thuốc này dược hiệu ngay tại một chút xíu bạo phát không phải sao tốc độ này ngay tại một chút xíu tăng lên lập tức a à, gạo này đâu thân hình liền sẽ là cùng diệp trần thân cận không chỉ trong chốc lát mễ lạc đã là nhìn thấy diệp trần đồng thời hắn là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cũng là đuổi theo hắn đây là muốn dùng sự thực đến nói chuyện ta đặc biệt nói không đem ngươi làm làm là một chuyện thì không đem ngươi làm làm là một chuyện cũng là đơn giản như vậy một chuyện còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu lại nhìn cái này dịp trần dịp trần đây là nhìn phía sau gia hỏa này làm sao lại đuổi tới đâu đây là không có hiểu rõ như thế một loại cảm giác đây dựa theo đạo lý tới nói đối phương không thể nào là đuổi kịp dịp trần nhưng là đối phương thật là làm được ngươi không biết đối phương là làm sao làm được cảm giác này tựa như là cùng với chi không hiểu rõ địch nhân một dạng làm ngươi không hiểu rõ địch nhân thời điểm cái này đã nói lên sự tình đã là phát triển đến vô cùng phiền phức như thế một loại cấp độ như thế đi xuống dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này sợ không phải chuyện này a à, thật phải nghĩ biện pháp như thế tốc chiến tóc thắng mới được a à. không thể như thế làm càng đi xuống a à, lại nhìn gạo này đâu không theo ngươi như thế nói nhăn nói cùi trực tiếp cũng là theo ngươi đến nghiêm chỉnh, tới gần ngươi chính là vì công kích ngươi, giờ phút này, cái này một đôi tay đó là nắm chặt phía dưới trực tiếp cũng là triển khai cái này thiết quyền công kích, như thế, đây là một lần lại là một lần hướng về trên người của ngươi làm đi lên. Đây là nghĩ đó là khá tốt, có thể xem rõ ràng, nhất định là muốn đưa ngươi cho đánh tàn phế bộ dáng, phanh, phanh, ầm, không phải sao, đây là lần lượt đối chọi ở cùng nhau, mễ lạc công kích, cái này dịp trần lựa chọn cứng đối cứng đến đến cản lại hắn muốn nhìn nhìn thực lực của đối phương đến cùng là đạt đến hạn gì đồng dạng tầng thứ như quả thực lực của đối phương so sánh là lợi hại hắn bên này đâu đó là sẽ thận trọng đối đãi như quả thực lực của đối phương nhất bạn bạn lợi nói chật 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 đối phương thật là thật là chết chắc cũng là đơn giản như vậy một chuyện không phải sao đi qua cái này dịp trần xác định còn tốt còn tốt thực lực của đối phương còn không có đạt tới mình đã là không cách nào chống lại như thế một loại cấp độ chỉ nếu là không có đạt tới như thế một loại cấp độ như vậy là đủ rồi còn lại vậy liền thật là không trọng yếu sau đó thì sao gạo này đâu cũng không biết mình đã là bị đối phương làm như không thấy hắn như thế tiếp tục ra sức hướng về trên người của đối phương triển khai công kích chính là vì như thế một cái mục đích nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại đối với hắn mà nói đối phương cũng là cái đáng chết đáng đâm ngàn đau nhất định phải là muốn thu thập đối phương mới được cũng là đơn giản như vậy một chuyện năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ hai mươi phút ba mươi phút cảm giác này tự như là mễ lạc bị đối phương cho tính kế ngay từ đầu công kích liền xem như cứng như vậy đụng cứng rắn vậy cũng không có gì về sau đối phương trên cơ bản đều là tránh đi cái kia đều không có cái gì nhưng là hiện tại giờ khắc này hắn đặc biệt đó là ý thức được đối phương đây là đem hắn cho tính kế A, à, tốt, tốt, rất tốt như thế một loại bộ dáng A, à, thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh thật là là không thể như thế tiếp tục chịu đựng đối phương đi xuống. Nhất định là muốn đem đối phương bắt lại như thế một loại cảm giác A, à, giờ phút này, mễ lạc thân hình đã ngừng lại, hắn đây là nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy, cái kia. Diệp Trần có phải hay không thì mắt nhìn thẳng đối phương đem đối phương cho để ở trong mắt rõ ràng không có khả năng mà dịp trần cỡ nào chảnh lên trời một người đâu làm sao có thể là đem đối phương xem như là một chuyện đây ta cảm thấy giữa chúng ta hẳn là câu thông một chút ngươi là dùng thân phận gì đến cùng ta câu thông địch nhân đương nhiên là địch nhân a à, ta là dùng địch nhân của ngươi thân phận đến theo ngươi câu thông sao thế ta theo ngươi câu thông còn phải là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu là như thế nào dù sao thì địch nhân cái thân phận này ta là không có thèm theo ngươi câu thông ân ừ, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, sao thế đi, ngươi cũng không muốn cùng ta cuồng, thật, ngươi muốn là đem ta làm phát bực, ta đặc biệt giết ngươi, thật, vậy ngươi vẫn là giết ta tốt, ta, ta thật là sẽ giết ngươi, giết ngươi a, à? vậy ngươi liền giết a, à? đến, nhất định là muốn giết, hôm nay, ngươi muốn là đem ta để ở trong mắt, ta đặc biệt thật là chướng mắt ngươi. Thì chết đơn giản như vậy một chuyện, rõ ràng, ngươi, ngươi, ngươi rất tốt a. À? ta vẫn luôn là rất tốt a à, ngươi yên tâm đi, ừ, đây chính là dịp trần ngã ngớn thái độ, giờ phút này, đây là buộc người ta mễ lạc trực tiếp cũng là đem song đao đều cho rút ra, soát, dịp trần đâu, đây là một cái bước lướt thì hướng về phía mễ lạc vọt tới, làm ngươi cảm thấy. Ngươi đây là vô địch thời điểm, làm ngươi cảm thấy ngươi đã là đã quyết định tuyệt tâm hạ sát thủ sau đó đối phương liền không khả năng là sống tiếp thời điểm, chật chật chật, người ta đây chính là chỉnh chặt đàng hoàng cũng là theo ngươi đến thật à, người ta cũng không phải đang cùng ngươi nháo chơi vui nha, người ta thật là là lập tức liền là muốn hướng về phía ngươi ra tay độc ác. Hà tử thủ nha, phanh, âm, công kích, đánh vào gạo này đâu trên thân, thật là trùng kích lực đó là tương đương kinh người như thế một loại bộ dáng, mễ lạc cứ như vậy bị đánh, hoàn toàn là trăm mối vẫn không có cách giải cũng không biết là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề, cảm giác này quả thực cũng là đặc biệt hỏng bét thấu a à. bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio